ta ngồi nói này thì cũng không mệt lắm. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi đến bên một tương lai. Hello mọi người. Giảm giá gọi là rẻ bất ngờ cho các chị luôn. Tiếp đi, Mi ơi, lấy lại bên trong ấy, Mi ạ. Hết giấy rồi, chỗ đấy ghi đủ không? Đủ đấy nhở, đủ. Ghi nổi tiếp cái hôm trước đi, mở ra. Chị bảo ghi mở ra vào đấy, ghi tiếp thì mặt. Không, đây chị bảo ghi kiểu này này. Em ghi cả mặt này đi đã. Ôi trời ơi. Rồi lại gặp phải đi con đang sẽ bảo nó gặp ghi mà nó không gặp. Ghi kiểu chiều ngang này được ghi nhiều. Chào mọi người, hôm nay mình sale nhá. Đôi bạc này á, đôi bạc này còn size bao nhiêu em ơi? 39, còn đúng một đôi size 39 xả rẻ cho chị nào lấy luôn. Size 39 nhá, còn đúng một đôi xả rẻ cho các chị lấy luôn. Riêng ngày hôm nay xả rẻ bất chấp luôn nhá, xả cho hết luôn. Bây giờ em còn 150 đôi. Em xả giá gọi là rẻ bất ngờ cho mọi người, cho mọi người chia sẻ live stream giùm em. Nha, hôm nay xả nhanh nhá. Hôm nay xả bánh nóc thật đấy, xả cho hết đi. Sục sao chỉ còn 35 thôi em ơi. Sục sao chỉ còn 35. Có rất nhiều size 39 luôn. Hôm nay mình xả lỗ luôn nhá, nên là ai chắc chắn mua hàng thì hãng chốt. Nhá, còn ai mua giày dép nhà em rồi, biết chất lượng rồi, hôm nay mà không mua thì quá tiếc luôn, rẻ lắm các chị ạ. Chia sẻ livestream cho em phải view lên 150 người nhá. Sục nơ hết 37 rồi. Toàn còn 35. Búp bê thì còn nhiều 37, 39 lắm luôn. Ôi sao chị không ghi một comment. Tôi xong. Quay vào máy của chị rồi. Nhầm. Chị nhầm ý. Quay vào cái máy của chị ý. Trong máy đang quay có ai gọi ra. Đây không phải máy quay live stream mà là máy chị ý. Như đang để 3G nữa cơ. Sale lỗ luôn nhá các trẻ cả nhà nhá. Mọi người chia sẻ live stream đi ạ. Em ghim nhầm đúng không? Sục nơ chỉ còn 35 thôi em nhá. Sục nơ chỉ còn 35 thôi, 149.000. Còn những đôi búp bê này hôm nay em xả lỗ 99.000 luôn này. Những cái con búp bê đẹp như thế này xả 99.000 nhá, với cả 89.000 luôn xả lỗ. Áp dụng cho ai xe clip. View lên cao cho mình này. Chết rồi. Nhầm nó mới cay. Sao chị có thể cắm nhầm máy anh nhở? Mọi người chia sẻ live stream giùm em. Hả? Chị chỉ sợ đang quay có ai gọi chị thôi. Giờ này ít người gọi em tí nữa. Đôi đỏ này chỉ còn size 35 thôi, đôi đỏ chỉ còn size 35 nhá, em xả lỗ nhá mọi người nhá. Búp bê có size 39. Đôi đỏ này chỉ còn size 35, có đỏ và đen. Hôm nay những chị và chân kiểu 35, 37, 35, 36 nhiều đôi đẹp dã man luôn. Nói chung là hôm nay ai mà không mua thì cực kỳ tiếc nhá, em nói thẳng luôn là cực kỳ tiếc luôn. Bởi vì hôm nay rẻ lắm, rẻ cực kỳ luôn, mọi người chia sẻ đi ạ. View cho em lên 200 người bắt đầu em sẽ bán. Bán với giá là rẻ giật mình luôn, 89.000, 99.000, 79.000, 59.000 cũng có luôn. Hôm nay gọi là sale lỗ, hôm nay cuối tuần nhá. Cho chị em shopping này. Sale lỗ luôn bởi vì em dọn kho ấy nhiều quá, không soạn được hàng, không có chỗ. Nên mọi người nhá, không có chỗ luôn nên mọi người chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em. Chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em nhá.
C37 có, em ơi tìm cho chị một ít C37. Ở đây có ID 35 không ạ? Em xả một ít 35 này. Còn 38, 39 nhiều lắm. Đủ size nhưng mà không phải là mẫu nào cũng đủ size. Bao nhiêu? 37 hả? Đây 37 có đôi dạ này nhá. Em xả luôn này, đôi dạ này em xả luôn 105.000. Đôi giày dạ C37 này, ai lấy comment là size 37 giùm em. Đôi này ai lấy comment là size 37 nhá, 99.000 luôn này. Quá rẻ luôn nhá, áp dụng cho IC Lip. Đôi này là chất dạ, hàng thu đông, 99.000. Có 3738 á? Đâu? Có màu vàng nữa. Đưa đây. Màu vàng 3738, màu đen 3738. Đôi này có 3738, có màu vàng và màu đen. Đây là 38. Màu vàng thì chỉ có 38, màu đen có 3738 này, 99.000. Đôi này cực kỳ đẹp luôn này. Sục nhện có 36 không? Đây sục nhện, đây con này size 37. Sục nhện là size 37. Nói chung là hôm nay các chị nào mà không mua thì cực kỳ tiếc. Hôm nay em xả rẻ lắm nên là em bán hàng luôn. Bán nhanh nhá cả nhà nhá. Mọi người đừng hỏi nhiều để em quay đến đâu, mọi người chốt đến đấy cho nhanh. Đôi này không ai thích á, đen 38 chị cú mèo này. 99.000 thôi nhá, áp dụng cho ai chia sẻ này. Đen 38 của cú mèo này đây. Đen này còn 37, vàng còn 38. Chất dạ 99.000 quá rẻ luôn. Nào còn ai chốt nốt cho em đi ạ. Chốt nhanh chốt lẹ đi ạ. 99.000 đôi này nhá, chất dạ. Có màu vàng còn 38, màu đen còn 37. Ai lấy comment? Comment nhanh 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 cho em nào. Em ơi tìm đôi này đi. Đôi này khách đang hỏi thì chị quay luôn cùng. Có màu đen nữa ấy. Mọi người ơi nhanh nhanh, có ai chốt con này nữa không ơi? Để em qua mẫu. Ship 2 đôi vẫn là 30 đến 35.000, ship 3 đôi vẫn là 30 đến 35.000 nhá. Trừ khi là 4 đôi trở lên phải chia đơn thôi. Sục đen ngôi sao 140.000 luôn, size 35. 140.000 đây là hàng đá cao cấp nhá, size 35. Xả lỗ 140.000 này. 140.000 cho em này, sục sao size 35 140.000, còn duy nhất 1 đôi. 140.000 cam kết chất đẹp. Đen không có 35 ạ. Em ơi cất chị đôi này. Thì quay lại sau. Đôi dạ thì chốt tranh nhau. Đôi đen này size 35 có ai chốt không đây ạ? 140.000 sale lỗ rồi. Hàng full box cho em nhá. Full box hàng Quảng Châu hỏi đá đính rất là chặt luôn. Hàng cao cấp không phải hàng lầm lởm đâu ạ. Các chị cứ nhận đi, đợt trước bán 178 các chị nhận hàng còn chẳng chê tí gì. Sục sao Phương Anh Linh. Em ơi sục sao Phương Anh Linh này. Sục nơ này còn một đôi. Còn một đôi 159.000. Đôi này là cho em bán 175.000, khách không ai chê nhá, các chị nhìn lót này. Chị nào lấy đôi này em để 155.000 luôn, size 35, còn một đôi size 35. Ơ size bao nhiêu đấy? Còn nhiều ấy. 155.000. Đều là size 35 nhá, còn 3 đôi size 35 155.000. Đôi nơ này 155.000 này. Đôi này là 155.000, còn 3 đôi này, đôi nơ này xinh lắm. Đây ạ, 155.000 nhá. 155.000 size 35. Sục nơ 35 tường Vi Nguyên một đôi. Em ơi tường Vi Nguyên một đôi cho chị với. Đấy một đôi tường Vi Nguyên. Tiếp các chị ơi, tiếp tục đi, còn 3 đôi thôi. Chất cực kỳ đẹp luôn. Này. Các chị ơi nhìn cái lớp của nó cho em nhá. Mềm đi xuống cực kỳ luôn. Tường Vi Nguyên để số cho em này, ship từ 30 đến 35.000, các chị mua 3 4 đôi cũng như thế luôn. Có size 39-40 chờ em một tí. Có size 39-40 chờ em một chút nhá. Giật em mời mạng giật nhá. Súng nơ 35 tường Vi Nguyễn rồi. Búp bê kẻ nơ có size 39 không? Búp bê kẻ này em đang còn size 3, size 38 thôi ạ. Búp bê này còn size 38 thôi. Súng nơ size 35 Nguyễn Thị Thư một đôi này. Còn một đôi nữa thôi là hết. Nguyễn Thị Thư còn một đôi hàng mẫu này. Nguyễn Thị Thư một đôi nữa là hết nhá. À còn một đôi nữa size 35. Nhanh lên các chị ơi, đôi này hiếm cực kỳ, hết là em hết luôn. Không còn hàng nữa đâu ạ. Đôi nơ đá này còn đúng một đôi size 35 này. Mọi người chờ em một chút, em sẽ lên đủ size cho mọi người luôn. Búp bê kẻ sọc chị nào lấy em để 129.000. Chất dạ nhá, chất dạ hàng thu đông. 129.000 nhá, size 38. 129.000 size 38. 129.000 size 38. Chị Tường Vi Nguyễn inbox thông tin cho em nhé. Ok, cú mèo lấy búp bê kẻ 129.000 này. Hết luôn đúng không? Con búp bê nơ này size 36. Búp bê nơ size 36 xả này. Búp bê nơ size 36.
Bubener size 36, chất cực kỳ đẹp luôn nhá, chất cực kỳ đẹp, 120.000. Ai lấy comment 120k. Ai lấy đôi này comment là 120k cho em nhá. Chốt nhanh thì còn, chốt chậm là hết. 120k cho em sẽ lên một ít hàng đồng giá 8999 này. Bubener size 36, 120.000. Ai lấy comment kèm. Chị ơi, chất này, lót này, kèm cả số điện thoại cho em đi ạ. Chị ơi, nhưng mà em không biết là còn đủ cho chị không ấy, bởi vì sục nhà em gần hết rồi. Chị Ngọc Bích có lấy búp bê nơ không ạ? Để số điện thoại cho em đi ạ. Búp bê bò này còn size bao nhiêu đây? Còn 36-38 nhá, búp bê màu bò này còn 36-38. Ngày mai em mới xuống kho, hôm nay em toàn ở trên nhà thôi. Có ai lấy đôi này không ạ? Ui, đôi này đẹp lắm. Chị Ngọc Bích ok này, 120.000 này. Hàng chuẩn công ty luôn nhá chị nhá. Hộp đây nhá, cái này khách hẹn đến lấy cũng đến này. Ok, đôi này em xả luôn này, còn 36 và 38. 36 và 38, đen thì còn 36. Đen thì chỉ còn 36 thôi. Còn màu này còn 36 và 38, màu bò này còn 36 và 38. 105.000, ai lấy comment là 105k kèm size, kèm màu. 105k kèm size kèm màu. 105k kèm size kèm màu đây nhá. Đây là màu đen, còn đây là màu bò. Màu đen có 36, màu bò cũng có 36, nhưng màu bò có thêm một đôi size 38. 105k. Nào các chị ơi, quá rẻ rồi. Ai lấy comment cho em này, chất cái lót các chị phải nhìn cái lót của nó nhá, đường may này. Cực kỳ xịn luôn. Ai lấy chốt nhanh cho em đi ạ, và đừng quên chia sẻ live stream ở chế độ công khai nhá. Đôi này đi lên chân cực kỳ sang luôn. Ai không chốt là quả là phí, trên bán 160.000. Khách nhận được hàng cũng chưa ai chê cả. Đôi này bình thường là bán 160.000 nhá. Có đôi 5 phân. Có ai lấy đôi này không ạ? 105-38 bò. Chị Nguyễn Ly này em ơi, 105-38 bò này em Phương. Còn màu đen và màu này đều là size 36. Có ai lấy không ạ? Chị Nguyễn Ly để số cho em nhá. Chị Nguyễn Ly để số cho em nhá. Đôi này size 36 xả 99.000 này. Đôi này chất da bóng nhá, chất da với bóng. Chất da bóng xả 95.000 luôn này. 95.000 size 36. À, cái sục nơ này là chỉ còn size 35 thôi ạ. Sục nơ này còn đúng một đôi size 35 thì bạn Chu Pi Hăng có lấy không ạ? Chu Pi Hăng có lấy không ạ? Đôi này 95.000 size 36, ai lấy comment 95k size 36 này. 95k size 3 size 36. Đôi lông này còn size bao nhiêu em? Còn đúng một đôi à? Đôi lông này còn đúng một đôi size. Còn hai, có hai đôi đấy. Cả hai đôi đều là 38. Cả hai đôi lông này đều là size 38 này, 110.000 em thề với các chị luôn, đố các chị mua ở đâu. Được đôi như thế này các chị về cắt này đi được thoáng chân cực kỳ luôn. Sụp nơ 35 Chu Pi Hăng này, 150.000 thôi, đúng không? 150-55. 155 nhá bạn nhá. Đôi lông này nhá, đôi lông là chịu đọc 105 à hay 110? 105.000. Đôi này á? Vâng. Đôi nơ này nhá, còn hai đôi 38 105.000, đôi này đẹp lắm. Chất xịn cực kỳ luôn này, cái này nó chun co giãn nhá. Các chị ơi, về các chị có thể cắt cái hàng này đi lên chân đẹp cực kỳ luôn. Không, đừng cắt lông đi không đẹp đâu. Chị hãy cắt cái đá trắng này thôi, em nói thật đây này. Chị cắt cái đá trắng lên nhìn thanh thoát cực kỳ luôn. Đi kiểu qua nhà đẹp mà lông cái lông của nó đẹp chứ. Lông 38 Lê Lợi một đôi. Bên đấy còn một đôi đấy. Đây còn đúng còn một đôi nữa. Lên size 38 em còn một đôi nữa này. Đôi lông này còn ai lấy? Em cam kết con này cực kỳ đẹp. Ship Hà Nội 22.000 em ơi. Đây cả nhà ơi. Đây nhá. Em đi lên chân em này cực kỳ đẹp các chị ơi. Em thấy cắt cái trắng trắng ấy đi đẹp này. Cắt cái trắng trắng ấy đi rất là đẹp luôn này. Đẹp cực kỳ luôn ấy, cắt cái trắng trắng đi đẹp lắm. Còn đúng một đôi thôi, size 38, chân 37 bon trên được nhá. Tùy ai thích về cắt thì cắt, mà cắt cũng chả vấn đề, không cắt được. Con này đi lên chân nhìn gọn cực kỳ luôn nhá, chân 37 bon trên ở đấy. Đôi caro của đấy làm gì không còn 35 đúng không? Đôi này có 105.000 ra ngoài, các chị mua 250 là chuyện bình thường hả? Có 36 à? Chị ơi, 36 chân 35 bon trên được này, giày này chân size 36, 35 bon trên được nhá. Đôi này size 3, đôi này xả bao nhiêu? 99.000 à? Đôi này 99.000. Màu đen còn size gì? Màu vàng còn 38. Màu đen còn 35 và 37. Ơ vừa nãy có một chị chốt rồi mà. 36, 37 quên. Màu đen có 36, 37. Màu vàng có 38 và 33 mấy?
Màu vàng chỉ còn 38, màu đen còn 99.000 nhá. Màu đen còn bao nhiêu? 35 à 36 37. 36 37. Sục trắng này còn một đôi size 38 này, à size 39 này. Các chị ơi xịn chưa? Này nó dập nhá, size 39 còn đúng một đôi, bình thường là 185.000. Hôm nay chị nào lấy em để 160.000. 160.000 quá rẻ trong một cuộc tình luôn. 160.000 cho em này. Đen 37 caro đen hoa mộc miên. 37 caro đen còn không? Đây đúng không? 37 đúng không? Chị hoa mộc miên để số đi ạ. Caro đen 37, chị hoa mộc miên để số 99.000 nhá. Áp dụng cho ai chia sẻ. Đôi này em xả còn 159.000. 159.000 này. Bình thường là bán 185 đấy ạ. Khách nhận được hàng chưa ai chê cả. 159.000 size 36 này dập này. Xịn lắm luôn. Còn đúng một đôi chân này to to đi vừa thôi. Chị hoa mộc miên để số. Đôi này 99.000 có ai chốt không? Đôi caro vàng này chỉ còn 38 thôi ạ. Màu đen thì chỉ còn 36 thôi. Màu vàng chỉ còn 38. Đây là màu xanh rêu nhưng mà bẩn rồi. Cái bộ này sơn lâu lắm rồi. Này. Sơn phải được hơn tuần, à phải 2 tuần nay rồi. Đây nhá, đôi sục nhện có size bao nhiêu em? Sục nhện đây là em đi 37 này. Đây sục nhện size 37 đây. Sục nhện còn một đôi 37 một đôi bao nhiêu? Sục nhện 37 này bị khách ao này. Sục nhện còn 37 và 39. Sục nhện còn 37 và 39 á. Sục nhện còn 37 và 39 này. Sục nhện này xả 135.000. À 130.000 chứ quên, 130.000. Còn 37 và 39. Sục nhện 37 Nguyễn Kim Nguyên này, đây đôi 37 đấy. Đôi 39 chị vào làm hàng mẫu cái. 39 đây nhá, cho chị chân bên phải chị đi thử. Chân bên phải, đưa phước cho chị chân bên phải. Này các chị ơi, sale còn 135.000 thôi, quá rẻ. Cho một cuộc tình. Đây nhá, sục nhện này. Đây là size 39, chân em 37 đi thừa một chút này. Chân 38 bon chen thoải mái luôn. Đây nhá, đây là hàng sale, hàng xả rồi. Em chào chị Ít. Đây. Chỉ có màu này thôi, màu này đi tôn da mà chị ơi. Còn ai lấy không? Còn nốt một đôi 39 lấy nốt đi không? Cho em đỡ phải bán này, size 39 này. Chân 38 bon chen thoải mái nhá. Riêng sục siếc thì size nó có thể là chênh một chút nhá. Đây đôi này size 37. Đôi này size 37 xả 90.000. Size 37 này các chị ơi, chất da này xả 90.000 nhá. Size 37 này gót này. Size 37 90.000. Hôm nào sale kính đi. Ok, tình yêu ship đồng giá 30 đến 35.000. Đôi 37 90.000, ai lấy chất da mềm nha, đi không được đau chân luôn. Ai lấy comment giùm em. Có xúc 35 không? À đôi nơ này vẫn còn nhá. Vừa nãy có ai chốt đôi nơ không? Đôi nơ còn một đôi size 37 này. Đôi nơ vừa nãy bán bao tiền? 129.000 chất dạ này, còn một đôi 37. Chất dạ nhá, 129.000 còn một đôi size 37. Chị Hân Hân lấy đôi 37 này nhá, 90.000. 90.000 em ơi, Hân Hân. Không biết đâu ấy. Đôi này còn một đôi size 37 này, ai lấy comment 12937 giùm em chất dạ. 129 size 37 còn một đôi vừa nãy chốt tưởng hết rồi. Đôi đá này em chỉ còn 39 thôi. Đôi này ai lấy đi ạ? Size 37. Các chị ơi cả hai đôi liền nhau là size 37 nên comment giá cho em. Cái đôi 9 đôi 90.000 có phải là chị gì kia lấy không? Nguyễn Kim Nguyên lấy đôi này 37 nhá. Ok, Nguyễn Kim Nguyên gộp đơn này. 37 129.000 đây nhá. Đôi của chị đây nhá. Này. Cho chị sục này. Sục này chân 35. Sục này chân 35 109.000. Size 35. Chị nào lấy để 105.000 luôn, size 35 105.000 này, sục nhá. 105.000 size 35. Nơ đá 39 là cái gì? Đây nhá, chị lấy đôi này nhá, đôi này sale 159.000. Ơ, thế chị Nguyễn Kim Nguyên ơi. Chị chốt lại chị lấy những cái gì đây ạ? Nguyễn Kim Nguyên lấy đôi này này. Chốt lại cho em là chị lấy những cái gì ạ? Có một chị lấy đôi 90.000 là trên Facebook là gì? Chín mươi nghìn vuông cơ, vừa xong cơ. Vâng, góc vuông 90.000 ba phân. Thế sao bảo 99.000? 90.000. Chị gì, tên là gì? Hân Hân. Chị Hân Hân ơi, chị lấy cái 90.000 đúng không?
Chị Hân Hân ơi, chị có phải Hân Hân này không? Đưa đôi của bạn đây chị xem nào. Chân mình không đi vừa 35. Đôi này là size 35. 105.000 đôi này đẹp mà, đôi này bán nhiều lắm rồi. Chị Hân Hân này đôi này. Không biết là bà ấy lấy những cái gì, hỏi là bạn ấy xem nào để còn bán. Chị cứ chốt loạn lên thì chả biết nữa. Chị Nguyễn Kim Nguyên ơi, chị lấy những cái gì? Ok chị Hân Hân, Hân Hân lấy một đôi này này. Hân Hân đôi này đúng rồi. Hân Hân ơi, Hân Hân lấy đôi kẻ dạ size 35 luôn à? Hân Hân ơi lấy đôi kẻ dạ, nhưng mà kẻ dạ chỉ còn 36 thôi, màu đen còn 36 thôi. Hân Hân có lấy kẻ dạ 99.000 không? Đôi dạ 37 hết rồi, dạ 37 vừa lại chốt cho ai rồi mà đúng không? Dạ 37 vừa lại chốt cho ai rồi chứ? Đôi dạ anh chỉ còn 38 thôi, 37 vừa lại chốt cho ai rồi chứ? Chị lấy 3 đôi sục nhện, sục trắng và giày búp bê. Ok ok chị, ok ạ, rồi xong đơn của chị luôn, đăng luôn. Đôi này nhá. Đôi này em còn size 36. Ôi. Đôi này size 36 cảm giác này nó may hơi lỗi nhỉ. Giày này mềm oặt luôn nhá, size 36 em xả 99.000. Cái chỗ này này hình như nó may nó hơi bị không sắc này một tí. Nhưng mà đi lên chân cam kết là không vấn đề nhá, size 36. Chất da đẹp dã man luôn, em sale này 99.000 nhá. À 95.000 luôn. 95.000, ai lấy comment 95k size 36. 95k size 36 này các chị ơi. Em cam kết đi lên chân no vấn đề luôn. Chất da mềm vô chân em 37. Này đây là đang bon chen chật lắm luôn này. Chân 36 chuẩn đi vừa đôi này nhá, 95.000, chất đẹp dã man luôn. Chị nào chân 36 chốt ngay em này cho em 95.000, xả lỗ nhá. Lỗ rồi đấy ạ, nên là ai chắc chắn mua hãng chốt. Size 36. Có ai lấy đôi này không ạ? Chốt đi thôi, rẻ quá rồi, 95.000 đôi này. Ngang, đây là bà hàng bán shop không phải hàng bán chợ đâu nhá chị nhá. Đôi này size bao nhiêu? Đôi này size 39 này. Quyên Tú 95 size 36. Em ơi, em nhắn tin cho Hoa Chu ấy. Bảo Hoa Chu vào xem giày. Bạn ấy thích mua giày mình ấy. Đôi này còn size bao nhiêu em ơi? Lôi hết ra đây đi, size bao nhiêu? 36 này. 36 luôn. Ơ, à 35 nhỉ. Đôi này còn size 35 nhá. Đôi bạc này em còn size 35. Đôi bạc này em còn size 35. Chị ơi, nhà em không free ship dưới mọi hình thức, chị mua 10 đôi vẫn mất tiền ship nhá. Nhà em bán hàng chưa bao giờ free ship ạ, bởi vì sao? Phí ship là em chuyển phát nhanh. Em đã chịu ship cùng mọi người rồi, đôi này cũng đẹp. Đôi này 35. Hôm nay cái giá ngày hôm nay thì không free ship nổi luôn. Bạc này là 159 ạ. Hôm trước bán 185.000 nhá, đôi này bây giờ sale còn 159.000 thôi. 159.000 mình cam kết chất đẹp này, hàng này. Đây nhá, này không đá vung đủ gì đâu nhá các chị nhá. Hàng chắc chắn cực kỳ luôn. Con này em chỉ còn size 35 thôi. 35 chân 37 không đi được đâu, 35 chỉ có bon chen được 36 thôi. Chị Lê Mỹ Trang lấy một đôi bạc em ơi, còn không? Còn. Đây. 35. Chị đưa chị xem. Chị Lê Mỹ Trang lấy đôi này đúng không ạ? Đôi bạc còn một đôi. 38. Đôi bạc còn một đôi, còn ai lấy không ạ? Từ từ. Đôi bạc này còn một đôi, có ai lấy không ạ? Bạc 35 chị Lê Mỹ Trang. Bây giờ còn một đôi này. Đôi này em bán nhiều lắm rồi, feedback nhiều lắm rồi. Đôi này bán phải đến 2 tuần nay rồi. Còn lẻ sai em sale nốt rồi. Đây còn một đôi, có ai chốt nốt cho em không? Sục nhện xả 135.000 à? Hay 130? 130. Sục nhện là 130 ạ. Bạc 35 ai lấy để số nhá. Cho chị nốt đôi bạc 35. Hết rồi. Cho chị nốt đôi bạc. Đây đôi bạc 35 này. Có một chị chốt bạc 35 không để số này, ai lấy để số cho em nhá. Xinh cực kỳ luôn, nào lấy nốt cho em đi, khổ quá. Chờ chị một tí nhá, Dương Nhung ơi, tình yêu ơi, chờ một chút. Đang mồi chài nốt, mua nốt đi, không sao em đỡ phải quay. Đôi 35 có ai lấy nốt không ạ? Trời ơi, rẻ quá rồi các chị ơi. Hôm trước bán 185.000 thì các chị tranh nhau chốt tranh nhau. Em tưởng hết, hôm nay bị ao thôi. À, đôi này gần giống đôi vừa nãy. Đôi này size 37 này. Đôi này size 37 nhá, 89.000 này, mình đi thử này. Bạn 35 chị Ten, không biết chị có lấy không? Chị Ten lấy đôi này đấy. Đôi này chuẩn size 37 nhá, chân 36 cũng bon chen được nhá, đây. Đôi này 89.000 này, chất da mềm.
89.000 cho em nhá, đầy đủ hộp luôn nhá, 89.000 này. Đi em cực kỳ luôn, 89k size 37. Ai lấy comment là 89k size 37 cho em nhá. 89k size 37. Đây. Chất ra đây nhá, 89k size 37. Ai lấy 89k size 37 nhá, đôi này size 39. Chị mấy đôi nơ vào đây đi em, xếp đôi nơ vào chị. Đôi này size 39. 89k size 37, không để số em ơi, để số đi em ơi. Nguyễn Thị Thu Thảo đã vào đơn chưa? Không để số nhá. Ai ai để số trước thì em chốt cho người đấy, có mấy người chốt đấy, không thì ai để số cả. Đôi này chân 38 bon chen này, chân em 37 đi, chỉ hơi rộng thôi. Đôi này xả 99.000. Đôi này đẹp cực kỳ, đôi này xả 99.000, size 39. Chị Hà Thương Phạm đi. Qua kho lấy hộ chị nhá. Đây là Hà đang quay bên kho. Size 39 xả 99.000, đôi này cực kỳ đẹp. Size 39 xả 99.000 nhá. Size 39 xả 99.000 này. Ai lấy comment 3999k này. Lấy đây đi. Đôi nơ này còn size bao nhiêu? Đôi nơ này còn 36. 155 à? Em. 155 à? Đôi này còn size 36 thôi, còn đúng một đôi 155.000. Size 36. Bạc nơ đây, 36 đây em ơi, 155.000. Xả duy nhất ngày hôm nay nhá, kết thúc livestream quay trở về giá cũ. Các chị ơi, các chị chốt để lại số điện thoại đi ạ. 3999k chốt cho chị Dương Nhung. Đôi này nhá, có giày cao gót, mọi người chờ em một tí. Đôi này 145.000. À 155.000 nhá. Size 36, ai lấy comment size 3, size 36 giùm em. Ai lấy comment size 36 đấy. Bạc nơ này size 3, size 36. Em cứ để ra đi, có người chốt đấy. Chờ bạn để số. Ai lấy sục nơ 36 comment nhá. Sục này size 38, sục này xả 130 thôi này. 130.000 size 38, còn đúng một đôi à? Cho chị bát miếng hơi đói quá. 130k size 36. Ok, ten rồi. Chân chị 37 đấy, đưa đây. 36 bạc nơ chị Duyên Kỳ mà lấy để số nhá. Sục 130 loli Kiều Anh. Đây loli Kiều Anh lấy đôi 130 này. Đang bị nhầm nắp đấy nhá. Đây nhá. Chân mình 37, đi 36 là hơi thừa một tí như này. Đôi này 155.000, có ai lấy đôi này không ạ? 155k. Ai lấy 155k comment 155k cho em kèm số điện thoại. Đây nhá, chân 37 đi thừa một chút, thực ra sục thì nó cũng xem không ạ? À? Sục thì đi xem một nhá. Hôm nay em bán sale rồi. Thế nên những chị nào chắc chắn mua hàng thì hãy chốt đơn giùm em. Hoàng Thùy chốt 155. À cái đấy không có 37, chị chỉ có 36 thôi. 155 ấy. Hoàng Thùy, ok chị Hoàng Thùy này. Sục khi nãy là size 38 đúng không? Của Loli của anh là size 38 à? Đúng không? Các chị hôm nay sale lỗ rồi nên là những chị nào mà đang chốt hàng mà tự dưng chán muốn đổi đôi, in à, báo em luôn nhá. Em chỉ cho các chị đổi một lần thôi. Nếu các chị đổi lần thứ hai em không bán nữa đâu. Nhá, chị hôm nay em sale lỗ rồi. Size 35. Chào Dung ơi về đây chơi em ơi. Size 35. Chất này, đi phát là mất hút. Size 35. Chị Nguyễn Kim Nguyên ơi, size 38 em bán mất rồi, em tìm sục thêm đi. Còn không mấy hộp kia. Đây nhá, búp bê này nhá, đôi này nhá, đôi này 99.000 luôn. Size 35 99k. Size 35 99.000 quá đẹp luôn này. Đôi 35 này của ai đây? 99.000 size 35. Nguyễn Thị Thu Thảo ơi, em chốt sau mà. Đôi đấy em chờ xem thêm đi. Đây chị quay bây giờ đây. Nhiều lắm, nhiều 37 lắm, yên tâm. Em ơi lấy cả cao gót đi, khách hỏi. Đôi 35 đẹp này không ai chốt đâu. Kết thúc livestream quay trở về giá ban đầu là 150.000 nhá. 99.000 xe 35, để lại số điện thoại cho em ạ. Có 39 chị nhá. 35 tiếp này. Ai lấy đôi 35 này để số điện thoại cho em này. Ai để trước thì em để, em chốt người lấy xe 35 là xe bé nhất ạ. Ai lấy đôi này để số cho em đi.
Màu đen 36-37 rất nhiều, bệt 36-37 nhiều. Em mua cho chị cái hàng nào mà còn nhiều nhiều đôi, nhiều nhiều size vào bán trước đi. Hả? Đâu? Đưa đây. Đôi này size 36 89.000 này. Size 36 89.000 này. 35 của ai đấy? 35 là của chị Quốc Thai, chắc chắn lấy hàng giùm em cái chị nhá. Con này size 36 89.000 cho em nhá, chất da bóng này lau rất là sạch, rất là bị nếu mà thằng baby đi mưa bắn thì các chị lau rất là dễ. Size 36 89.000, cái này thì em không đi thử được, size 36 bé lắm. Ok, cái đôi size 35 của chị là 99.000 rồi, ok rồi ạ. Màu trắng này cũng size 35 chị ơi. 35 này. Đôi này size 36 89.000 quá chốt không ạ? Quá rẻ luôn. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Lấy chị ít 37 ra thử đi. Cho chị. Đôi 35 này, đôi 35 là chị Kim Thoa lấy à? Kem comment kèm tiền cho em với 89.000 nhá. Chị Kim Thoa chị lấy đôi 89.000 đúng không? Tìm cho chị đôi này. Tìm cho chị. Ô đôi này đẹp quá các chị ơi. 36. Bị bụi này. Ôi đôi này 36 đẹp lắm luôn này. Cái này các chị tháo nhá. Đây nhá, chị nào mà thích đi kiểu sục như này thì đi nhá. Mà thích đi kiểu này thì lắp cái này vào, lắp vào đây nhá. Xịn lắm luôn, size 36,5 230,5 này. Chị Kim Thoa lấy đôi 89.000 đúng không chị? Em sale lỗ rồi nhá, nên chắc chắn lấy hàng giùm em. Ôi chân mình không vừa đâu, 36,5. Có size 39 nhưng mà mã này thì không có, không còn ạ. Đôi này chị áo lấy em để 130.000 cho em này. 130.000 130.000 nhá, đây. Chị lấy 3599k hết rồi. Em ơi em hủy đơn chị Kim Thoa ra. Cái đôi không phải đôi đèn đâu, em tìm đôi đèn này à? Hả? Chị không lấy đôi đấy đâu. Đã phải tìm. 129.000 này. Cao gót nhá, 129.000. Đôi này quá là rẻ luôn các chị ơi. Có ai lấy đôi này không ạ? Size 36,5. Size 36,5. Ồ, đắt quá à các chị. Đôi này đẹp mà. Đây này, lên 38-39 đi em ơi, khách hỏi việc. Đây là các chị thích thì tháo ra đi như này thôi. Còn thích khi nào thích đeo thì đeo, thì đeo này vào. Ai lấy để 125.000 luôn nhá, cho hết này. 125.000 size 36,5. Size bao nhiêu ấy? 38 à? Không ai chốt qua là đẹp thế này mà không ai chốt. Đôi này còn 35. Đôi này còn 35 nhá, 105.000. Thank you Vi Hin, thank you tình yêu. Đôi này 105.000 xả lỗ này, hôm nay xả lỗ đấy, ông nào thích thì vào mua đi đỡ phí. Một size 35 105.000. 105 size 35. Nào ai chốt nhanh thì được, đôi này đẹp lắm luôn. 105.000 size 35. Đôi này mà không chốt thì quá là phí luôn rồi các chị ơi. Ai bảo các chị mua đôi này 105.000. Chả ai bảo mua 105.000 luôn. Đây cũng là hàng công ty full box của em nhá. 105.000 này có ai chốt không? Size 35, mấy bà size 35 vừa lại chốt đôi kia không được. Chốt sang đôi này sao đâu, có khác gì nhau đâu. Đôi này size 38, 89.000 này. Chân size 38 này, có đúng một cái này thôi. Đây, ồ cái đôi Gucci đẹp quá. Đôi này chân 36 mang được không á? Bởi vì đây là hàng công ty chắc là sai chuẩn ấy. Công nhận 35 này chị Trần Thu Trang nhá. Đẹp lắm luôn chị ơi, 105.000 thôi. Thực ra là chân 36 bé thì đi được ấy. Đôi này 85.000 luôn này. Ai lấy em để 85.000 chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Các chị nhìn cái lót cho em này. 85.000. 85.000 nhá, 85.000 size 38. 85.000 size 38. 85.000 size 38. Lấy cho chị cộng được. 85.000 size 38 nhá. Con này còn size 35 màu đen này.
và size 35 size 36 màu trắng, 35 đen và 36 trắng, xả 99.000. Ơ chị sạc điện thoại với Mi ơi, mày cứ phải sạc máy của mày thế. Đâu? Chút này mày hết pin. Chút này hết pin. Đôi này 99.000 này, ôi hôm trước bán 140.000 khách mua mầm. 99.000. Còn 35 và 36. Size 38 85.000 chị. Tam, chị Tam Nguyên lấy đôi này, 885.000 Tam Nguyên. Em có nhìn được không? 85k size 38 em bán rồi ạ. Đôi này có ai chốt không? 99.000. Em lên tiếp một đôi màu đen. Ôi đôi này đẹp này. Size 38 này. Màu đen size 38. 110.000 cho em nhá. 110.000 size 38, sang cực kỳ luôn, 110.000 size 38. Trắng 38, trắng 38 làm gì có, trắng 38 làm gì? Đôi này 36 mà. Đúng không? 35 36 à? 230. Sục 35 chị Văn Văn. Sục 35 là màu đen nhá chị nhá, 99.000 nhá chị nhá. Chị lấy đôi màu đen 99.000 đúng không ạ? Nếu đúng chị comment đúng giùm em với. Từ từ nhá, để xem chị comment đúng đã, lấy lắp đi. Chị Văn Văn ấy, Văn Văn không giấu. 110k size 38 để lại số này. Ai lấy 110k size 38 để số cho em này. 110.000 size 3 size 3 size 38 để số đi ạ. Cú mèo nhá, ok, cú mèo size 38 110.000 này. Cú mèo có đơn rồi này. Này này. Em lên tiếp một đôi size 240 cũng size 3 size 38, đôi này 99.000 này. Đôi này 99.000 size 38. 99.000 cũng size 38 luôn. Ai lấy comment 99k size 38. Có 37 cho em một tí, tí lên một seri 37. 99.000 size 38 này. Chân em đi 37 chuẩn nhá, đi hơi rộng. Ba tám đi vào. Thảo Ly để số em ơi. Khả 37 luôn nhá. Thảo Ly để số này. Thảo Ly mà lấy đôi này để số 99.000 chắc chắn lấy hàng hạn chốt nha. Tiếp một con màu này size 38. Màu này size 38 cũng 110.000 luôn. 110.000 size 38 này. Ôi, đẹp màu này tây lắm luôn. 110.000 size 38. Thảo Ly để số kìa. 110.000 size 38. 110.000 size 38. Chị Tam Nguyên ơi, đôi đấy chị chốt sau mất rồi. Em xem còn không nào. 110.000 size 38 con này đẹp này. Chân 37 đi vừa ấy. Em lên một đôi dép này, size 36 ấy. Có 35 tình yêu ơi. 35 có đôi này đẹp này, Anaha ơi, đôi này đẹp lắm luôn này. Lưu Quyên để số lấy gì đấy? 37 36. Cái gì? Đôi này có ai chốt không ạ? Chị Hạt Tiêu mà lấy để số nhá. Mọi người lấy thì comment cả số điện thoại đi, em đỡ phải hỏi lại. Lấy thì comment để số điện thoại nhá, đôi này này. Lê Lợi có đơn chưa? Ok, chốt đôi này cho Lê Lợi nhá. Lê Lợi lấy đôi màu bò nhá. Đôi này đẹp mà, màu ấy sang. Đôi dép này chân em 37 đi vừa này. 36 37 đều đi được nhá. 36 37 đều đi được, 99.000. 99.000 này. 99.000 đôi dép này nhá. Đủ hộp luôn nhá, 99.000 cho em này. 99.000, ai vui vẻ bớt còn 95.000 luôn. 95.000 nhá. Chị Hà Thương Phạm ơi, chị sau mất rồi, để em tìm còn không? Ơ cho chị màu kem luôn này, giống nhau mà. Đỡ phải quay nhiều lần. 37. Đây có một đôi màu kem và một đôi màu đen. Ai lấy màu gì thì comment này, đen hoặc kem. Ai lấy thì comment đen hoặc kem giùm em. Dép này em xả 995.000 thôi. Ai lấy comment là đen hoặc kem giùm em. Em lấy sục đen size 35. Rồi Văn Văn rồi, sục đen đá 35 99.000 rồi. Đinh Tiên Huấn đấm giờ. Chị Trần Hạnh ơi, chị lấy màu gì nhỉ? Chị Trần Hạnh lấy 95k lấy màu gì ạ? Màu đen đúng không chị? Màu đen hay màu kem? Cả hai màu đều đẹp. 95.000. Ok, đôi sục 38 chờ em một tí. Sục này còn 38 không? Đây, sục này còn 38, 39 luôn này. 37, 37, 39. Hả? Có 38 luôn đấy. Tí nữa em chốt nhá. Chị Trần Hạnh lấy màu đen. Ok, chị Trần Hạnh màu đen này. Màu kem có ai đấy ạ? Màu kem có ai lấy đấy ạ? Còn một đôi duy nhất thôi. Màu kem còn một đôi duy nhất nhá.
Màu bò em đang hết, chờ em một tí. Đôi này ui size 240. 38 đúng không? Đôi này cũng đẹp này. Đôi này size 38 120 nghìn nhá. Size 38 120 nghìn này, chất da cực kỳ đẹp luôn. Size 38 120 nghìn. Sục trắng này 99 nghìn, chỉ còn size 36 thôi. Sục trắng này 99 nghìn, chỉ còn size 3, size 36. Các chị ơi, đôi này size 38 120, ai lấy comment 38 120 kèm số điện thoại. 38 nâu em hết rồi, đã bảo 38 120 kèm số điện thoại nhá. Mà chị được lọc ra. Chị bán lên Lê Thành hôm nay. Bán rất là vèo vèo, bán được 1,5 tiếng. Hết mẹ cả kho. Thảo Ly chốt. Con này đẹp đấy Thảo Ly ơi. Đây nha, đôi Thảo Ly đây nhá. Đôi này tiếp tục một em size 38 109 nghìn. Size 38 109 nghìn cho em này, chất da cực kỳ đẹp. 38 109 nghìn. 38 109 nghìn nhá, đây. Mà ai lấy em để 105 nghìn luôn cho hết, 105 nghìn. Ơ còn size bao nhiêu đấy? 37 đấy. 37. Đôi này có 35 và 38, 105 nghìn. Đôi này có 35 và 38, 105 nghìn nhá. Cẩm hồng lấy sục trắng này, size 35. À size 3, size 36, 99 nghìn. Cẩm hồng. Có đơn rồi, bạn để số ấy. Sục nâu nào tình yêu, sục này á. Đây là sục nhện. Sục nâu xe 38. Chỉ có 39 thôi tình chị ơi. Có đủ. 38 235 Thế thì đôi này có 35 36 hay 38 này. Em đôi sục 338. Trần Hạnh lấy đôi sục này 38 135 à? 22 130. Sục nhện là 30. Sục nhện hôm nay xả 130 nhá. Trần Hạnh lấy đôi này 130 đúng không? Trần Hạnh lấy đôi này 130.000 nhá, size 38 nhá. Thanh Hải lấy size gì ạ? Đinh Thanh Hải lấy size gì? Bây giờ còn 35 và 39 đúng không? 35 và 39 à? Còn 35 39. Ở đây 35 đây 39 đây. 35 39. Ở ngoài còn đôi nào không? 235 235 37. 37 38 39 38 mất rồi, còn 37 39. Đôi này còn 37 và 39 này, chân đây là em đang đi 39, chân em đi hơi rộng nhá, thực ra sục thì thừa thiếu một tí cũng được. Size 38 hết rồi. Bạn Đinh Thanh Hải lấy size lấy 39 được không? 38 vừa chốt cho Trần Hạnh đúng không? Trần Hạnh có lấy không? Có. Bạn bảo bạn có à? Đây bạn ghi là sục 38. Trần Hạnh ơi có lấy không? Trả lời nhanh giùm mình với. Ok, Trần Hạnh không lấy, hủy đơn luôn nhá. Bạn ơi, Trần Hạnh chọn đôi khác nhá, chọn đôi khác giùm mình. Em hủy cho Đinh Thanh Hải. Đinh Thanh Hải size 38 rồi nhá. Ok, Đinh Thanh Hải size 38 rồi này. Chốt cho Đinh Thanh Hải size 38 rồi. Ok. Size 37 này có ai lấy không ạ? Sục nhện 35 hết. Chỉ còn 35 và 39 thôi. 35, 39 thực ra sục nó không bị to quá đâu. Mã nhẹ size 39 Bảo An. Bảo An lấy 39 này. Đinh Thanh Hải là 38. Chị Đinh Thanh Hải là 38. Chị Bảo An là 39. Còn chị Trần Hạnh là chưa có sục nhá. Chọn mã khác giùm em. Đôi này chỉ còn 37 này. Đây 37 đây. Ô 37 bình thường nhiều người thích lắm à. 130.000 thôi. Đôi này hot mà, 130.000. Đây còn một đôi 37, ai lấy comment sục nhện 37 kèm số điện thoại 130.000. Sục nhện 37 kèm số điện thoại nhá. Ai có số thì em chốt cho người đấy nhá. Đôi dép này 95.000 size 3 size 36. Đôi dép này 95.000 size 36. Em lên một đôi màu này nhá. Size 36 này. Màu này size 36. Ôi bị một vết đây mất rồi. Chị nào lấy em để 50.000 nhá. Chị nào lấy về đánh giùm em này, em để 50.000 đôi này. Size 36 50.000 đôi này nhá. Bị đúng một cái còn lại không bị đâu đây. Cái còn lại của nó không hề bị luôn. Đó, có cái đó chắc lôi ra ngoài. Cọ ở đâu đây. Đôi này chị lấy để 50.000 size 36 về giặt cho em nhá. Giặt ra đấy, đánh là nó mở đi đấy. Size 36 Kiều Anh Ali lấy sục nhện 37. Kiều Anh Ali 50.000 nhá, ai lấy comment 50k size 36. Ưu tiên chị nào có đơn gộp cho em cái đây. 36 50.000. 36 50.000 nhá. Đây lên một đôi cũng đẹp. Đinh hết rồi. Đôi này size 36 luôn này. Size 36 nhá, 95.000. Size 36 này chất đẹp chưa? 95.000 bán chiên nhá. Dồn 50k cho Hoàng Thùy. Ok, dồn 50k cho Hoàng Thùy. 50.000 thôi nhá. Em có thấy chị Liên Trinh. Chị
ơi, chị chốt kèm giá cho em cho đỡ nhầm đi, 95.000. Đây là màu kem chị Lưu Quyên có đơn chưa? 95.000 thôi nhá. Em xả lỗ nhá, hôm nay rất nhiều mã em bán lỗ. Đây là chị nào chắc chắn mua hàng thì hãng chốt giùm em. Em lên đôi bò size 35 này. Đôi bò size 35 125.000. Đôi bò này size 35 125.000 nhá. 125.000. 125.000. 125.000. Size 35 lẻ size nhá, nên em đọc size gì thì còn size đấy ạ. Đôi này có ai chốt không ạ? 120.000 luôn này. Size 35 nhanh cho em cho hết đi này. 120.000 size 35. Đôi này đẹp lắm nhá, màu ở ngoài đẹp lắm. 120 em ơi lấy tiếp size 38 đi. 120.000 size 35. Đôi này quá đẹp luôn, không tiếc, không chốt thì quá là tiếc. Này. Quay nhanh. Size 36, size 36 135.000. Size 36 135.000 đôi xanh này nhá. Hết rồi Trần Hạnh ơi, vừa nãy bạn lưỡng lự nên bây giờ hết rồi. 38 này. Ok, đôi này size 30, size 36 này có ai chốt không ạ? 36 nhá. Em bé hóng nè. Size 36. Đôi dép lê trắng đinh này, chân 36 37 đều đi vừa. Đây chân mình 37 đi vừa này. Đôi trắng đinh này là 95.000 nhá đây. Chân 37 đi còn vừa. Không ạ, chỉ có màu xanh thôi. Màu xanh đẹp mà, màu xanh sang dã man. Em lên đôi này size 38 89.000 này. Size 38 89.000 cho em này. Ai lấy comment 3889k. 3889k nhá. Mấy cái đôi dưới 90.000 thì mọi người vui lòng chọn hai đôi cho em để em ship, bởi vì hôm nay bán lỗ nên là không có tiền bù ship đâu. Đôi đinh chỉ còn màu kem thôi, đôi đinh là 95.000. Trần Hạnh ơi, theo dõi tiếp like, tiếp live stream thì còn nhiều mà. Đấy, lên 36 thì bảo lên 38, lên 38 thì bảo lên 36. Size 38 này chất đẹp lắm luôn này. 89.000 nhá, hàng này chất đẹp luôn này. Quay nó bị bóng không nhìn chất. Ôi rẻ thế này rồi mà không ai chốt thì tôi đến nể. Rẻ quá rồi cả nhà ơi. Em màu kem này size 39 này. Màu kem này size 39. Size 39. Chị Tâm Nguyên Tam, chị Tam Nguyên này. 89 Sục Nhện có size bao nhiêu ấy? 38. Sục Nhện còn một đôi size 38 này cho Trần Hạnh, nếu mà có muốn lấy thì lấy này, không hết này. Sục Nhện còn sót một đôi size 38 130.000. Sục Nhện còn sót một đôi 38 nha, ai lấy thì comment nốt. Đôi này chân 38, chân 37 bon chê này nha. Đây chân em đi 37 chuẩn. Nếu mà các chị đi 37 nó không dão ra, còn nếu mà chân 38 đi nó sẽ hơi dão ra, ra đằng sau một chút nhá. Đôi này chân 37 đi được này, đẹp dã man luôn, 120. Mà ai lấy để 115.000 này. Ai lấy em để 115.000 nhá, 115.000. Ok Trần Hạnh. Ok, lấy Trần Hạnh này, hết luôn này, 130 hết luôn. Ai lấy kem 39 chị Bảo An, Bảo An đã có đơn chưa? Bảo An rồi đúng không? Bảo An có đơn rồi à? Bảo An có đơn chưa? Ai lấy đôi này ý nhở? Để số cho em ấy, 120. Ai lấy đôi này để số cho em nhá. Ôi giời ơi, hơi bục đây rồi chị ơi, chị yêu ơi. Chị về đi khâu lại hồ em được không? Mà thật ra chị đi thoải mái đấy, không bung đâu. Nếu mà chị lấy em để chị 99.000 luôn nhá. Đây, đây này, nó hơi bị một tí ở đây này. Chị về khâu lại hồ em, hoặc là em sale là 99.000. Thực ra các chị cứ đi chán vẫn chưa bục đâu, chỉ là cẩn thận thì khâu thôi. Ai lấy đôi này thì để em để 99.000. Ai lấy đôi kem này comment là kem 99k nhá. Chị Bảo An ơi, chị có lấy không? Em sale 99.000 đó chị ấy. Về đi khâu lại em, mà chả cần khâu đâu, không bung đâu, một tí thôi.
Chị bảo An em fake rồi, chị có lấy không? Đây, trả lời nhanh em với. Ok Hoàng, Hoàng Thùy chờ tôi tí. 99.000 này. Size 3, 8, 89.000 hết rồi. Bảo An có lấy không? Để chốt cho bạn người khác, nhiều người chốt quá. Ok chị. Em lên một đôi nâu này. Size 38 tiếp này, ôi đẹp đấy. Đôi nâu này size 38 nhá. 125.000. Size 38 đây là giá sale nhá. 125.000 size 38. 125.000 size 38 á. 125.000 size 38 đôi màu nâu này, đá này. 125.000 size 38 nhá. 125.000 size 38 nhìn lót nó cho em này, êm cực kỳ. 125.000 size 38. Để cho Trần Hạnh đôi sục nhện rồi mà. Đôi này chân 37 này. Cho chị chân bên phải được không? Chị đã phải giơ chân kia lên. Ô đôi nâu đẹp thế mà không ai chốt là đắt à? 125.000 đắt quá các chị ơi. Rẻ vậy đây. Chân này. 125.000 rẻ quá. Ok, lấy một ít cao gót đi mày. Đây nhá, đôi này chân 37 này, có hơi có tí đế này. Có thấy ha không? Đôi này chân 37 nhá, hơi có tí đế. Chân 37 này 125.000. 125.000. 125.000 nhá, size 37. 125.000 quá rẻ rồi các chị ơi, full box không có giá này đâu. Sục nâu 39 để em tìm em còn đã chị ơi, em đang hết mất rồi. Có lấy Phan Nguyễn nhá. Ha thương Phan lấy đôi này đúng không ạ? Là đôi này à? 125.000. Cả hai đôi đều 125. Đúng không? Chị Ha thương Phan ơi, chị lấy đôi màu nâu cam này đúng không? Đấy chị lấy đôi nâu cam đúng không ạ? Nó kiểu thế đúng không? No 37. Ha thương Phan đúng không chị ơi? Dép cho em với. Lên đôi này nhá, 36. Tôi đá lên 36, 89.000. 36, 89.000 này. Em đổi đôi này là cái gì? Bạn đã có một đôi ạ. Em hủy đơn đi. Hủy đơn cho chị, không bán nữa. Chị Kiều Hạnh Lam đưa đây, đưa đây. Chị Kiều Hạnh Lam ơi, em chốt cho chị đôi này nhá. Chị Kiều Hạnh Lam đôi này này. Chị Kiều Hạnh Lam đôi này nhá. Kiều Hạnh Lam 37, ok này. Kiều Hạnh Lam lấy 125 nâu 37 nhá chị ơi. Chị Kiều Hạnh Lam có lấy đôi này không ạ? Hôm nọ em mua đôi 37 mà bị rộng gì à tình yêu? Đôi gì rộng á, mua có chuẩn size không hay làm sao? Có một chị lấy đôi size 38 này này. 125k size 38, chị Tâm Nguyên ấy. Đây. Em tìm lấy đi cho chị, đâu rồi? Một chiếc còn lại đâu? Đây, đây à kìa. Không. Đây sao? Đây nhá chị nhá, đây một đôi của chị Tâm Nguyên lấy đôi nâu rồi nhá. Chị Tâm Nguyên ơi, chị lấy đôi nâu rồi nhá. 125.000 đấy. Ok chị Kiều Hạnh Lam. Ngô Thảo lấy đôi gì á? Em ơi hủy đôi bạn kia đâu đưa chị? Chị chốt người khác. Đâu? Đôi này gì? Mình xả lại đôi này bao tiền? Sao 37? 89.000 à? Đôi này 89.000 này, búp bê này, sao 37 này. 89.000 búp bê sao 37 đấy, chị có để cho con Phương nói đâu. Mày vào mày ngồi chuẩn bị đi. 37 nữa. 89.000 có 35 và 37. Đế này các chị ơi. Đôi này có 35 37 nhá, chất này. Đôi này có 35 và 37 giá 89.000. Ai lấy comment là 89k kèm 35 hoặc kèm 37 giùm em. Đôi này dễ, nó dễ đi em, mềm lắm.
89k kèm size đi ạ. 35 và 37. Lót này, lót cực kỳ mềm luôn nhá. Chị Liên Tình ơi, hỏi gì em á? Hoàng Thùy lấy 37 dồn này. Đây. Đây à? Ở đây. 37 đây. Ô chị Lan Lan ơi, chị lại comment sau mất rồi. Còn 35 ạ. Ok, lên cao gót chờ em tí. Còn 35. Có chị mấy đôi Valentino còn sai gì ấy? Còn hai đôi à? Đưa chị đôi Valentino. Còn 35. 35 chị Kim Hoa cho em này. 35 Kim Hoa ở đâu rồi nhá? Này. Đôi này còn 35 à? Em lên một đôi Valentino này. 35 và 37. 35 36. Rồi khác. Đôi này còn đôi đế xuồng nhá, còn 135 và 136, con này cực kỳ đẹp. Chị nào lấy em để 140.000, hôm trước em bán 200.000. Khách chết rồi. Để gọi trên Facebook. Có ai lấy đôi này không ạ? Để em tìm chị Liên Trinh. Em đây. Dạ. Em bảo em hàng ở kho em á. Thế thì hôm nay chuyển luôn hay mai chị? À vâng, ok ạ. Khi nào chị đến thì chị bảo anh là cứ gọi cửa cho em. À, khoảng bao lâu nữa ạ? À vâng, à tức là cái hàng mà hôm em nhờ chị đúng không? Cái hôm mà mày lâu rồi đúng không? vâng ạ. Vâng ạ, chị ơi chị có ghi số lượng của em hộ em không? Vâng. Vâng, bởi vì để em kiểm em kiểm kho. Vâng, ok chị. Vâng ạ. Đây, có ai lấy đôi này không? Ô sớm nhỉ, mới có 3:44 à. Im nhá. Đôi này không ai chốt à? Có ai chốt đâu. Đôi này đẹp dã man luôn đấy. Đôi này đẹp rùng rợn luôn đấy. 135.000 thôi. Nào ai lấy đi em để 135.000. Có sụp. Đôi màu đỏ kia có màu đen. Có màu đen em ơi, tìm cho chị đôi này 35 màu đen. À Ngô Thảo ơi, lấy đôi này 35 màu đen này. Đôi này đẹp này. 35 màu đen loại mẫu cái mà ai đẹp ấy. Này cất cho chị đôi cao gót này kìa. Đôi này không ai chốt à? Thôi xả 99.000 luôn này. Còn size 38 và size 3 mấy? 336 à? Đôi này 99.000 luôn này. Chất da đẹp này. Size bao nhiêu? 3 mấy? 38 và 3 và 35 99.000. Ai lấy comment 99k kèm size. Búp bê xanh này chỉ còn 36 thôi em ơi. Hết rồi. Chân em đi 37. Em cũng đi vừa. Em cam kết với chị con xuồng này đẹp. Đôi xuồng là có bao nhiêu nhỉ? Xem bao nhiêu? 3536. Đôi xuồng có 3536. Quyên Tú 99k size 3. Quyên Tú có đơn rồi à? Ngô Thảo ơi, có màu xanh em thích không? Màu xanh đẹp lắm. Hôm nay chị định để đi đấy. Nếu mà em tin chị thì em lấy màu xanh bởi vì màu đẹp lắm luôn. Đây này. Màu xanh này có đôi 37 nhưng không biết đâu rồi. Cái màu xanh ngọc này đẹp lắm ấy, chị định để chị đi. Nhưng mà chân chị đi hơi chật thì em bảo nếu mà chân 37 chuẩn mà em không đi vừa chắc là em đi đôi này 37 là vừa đấy. Em lấy đôi này, đôi này đẹp lắm. 99k size 35, chị cải muối để số cho em đi. Đôi lông này chỉ còn 38 thôi, tình yêu này chỉ còn 38 thôi. Ở đôi 99k này đâu, là đôi nơ đấy, size 35 đấy. Chị cải muối. Đâu rồi, bà... Tí mình qua lấy áo nhé, sờ tinh dâu kìa, ok chị yêu. Ngô Thảo ơi, em tin chị thì em lấy đôi này nhá. Size 37 có đúng một đôi thôi, chị định để chị đi. Nhưng mà nhiều lắm rồi, dép trắng này 95.000 nhá. Size 36 95.000. Chị cải muối là đôi màu đen, đưa đây chị, giao lại cho chị xem. Chị để lại số đi.
Không, đôi này 36 chuẩn. À 35 chuẩn đấy. Không, à, 35 36 chuẩn đấy. Đây. Của chị đôi này đúng không? 99.000 đúng không? 99k đúng không ạ? À? Bà này hay vãi, đanh vãi vãi trưởng luôn Trần Hạnh ạ. À. Ok, Ngô Thảo đôi 37 em tìm chị đôi 37 có. Bởi vì chị định để chị đi không rồi sao chị để lại em chị không đi lấy nữa. Bởi chị nhiều giày quá rồi. Đôi đẹp dã man luôn thì. Chốt cho Ngô Thảo đấy đôi đấy nhìn xịn nữa. 37. Đôi đấy xịn sò dã man luôn. 37 có đấy, màu xanh luôn. Màu kỳ màu xanh thôi là có 37. Không có chị chụp ảnh mà đây. Đôi này về các chị bóc ra được này, size 35. Size 35 nhá, đôi này cực kỳ đẹp luôn, 110.000. À đâu 115.000 size 35, con này đẹp lắm. 110.000 size 35. Tìm màu xanh ấy, không phải kiểu đấy đâu, em nhìn làm gì em đã mất công. Cái kiểu màu xanh kẻ sọc cái này là có 37 hôm đấy chị sắt mà. Để ở góc kia kìa, để góc cái hộp vàng thấp xuống ấy. Em ơi tí chị Yến chuyển hàng đến này. Hàng vào trong chút. Cũng được, cái đấy đẹp mà chị cũng nói. Ok, chốt Ngô Thảo này, đôi này quá chốt không đẹp lắm. Các chị ơi, phải xem cái chất của nó ấy, xịn một cách dã man luôn, xịn một cách dã man luôn. 109.000 thôi nào, ai lấy 109 luôn cho hết này. Hộp cũng xịn, 109.000 thôi. Ai lấy thì comment cho em cái nhá. Em có đôi đen này size 39 này, vừa lấy bán 89.000 à. Đôi đen này size 39 này, 89.000 này. 89.000 này, vừa đây có màu kem. Bây giờ có màu đen size 39, 89.000. 89.000. Có 36 chờ em một tí. 39, 89.000, em ơi chỉ cần tìm hộp xanh thôi, nó ở trong cái hộp màu xanh xanh này. Những hộp giống nhau ấy. Tối em chờ liver dạ đấy, về đẹp dã man. Thank you tình yêu. Đôi lông này size 38, chân 37 bon chen nhá. Chân 37, 38 đều đi được đôi này. Đôi này 89.000, đúng không? 37 đúng không? Ngô Thảo 14149. Lấy Ngô Thảo 145 cũng được, 145. Bệt trái tim là size 36 em ạ. Chất nó đẹp lắm. À size 35, quên. Ai tin em chốt đôi này nhá này. Đây là chưa bóc. Đôi này chất nó đẹp lắm luôn này. Dán chắc lắm, nó không phải hàng linh tinh đâu. Hàng này là hàng chuẩn đấy này. Bề trái tim size 35. Ôi rồi không ai chốt đâu, vừa nãy chốt tranh nhau mà. Chị đi để lẫn lộn lên lắm rồi. Đôi cao gót này size 36 là chị lấy để 60.000. Size 36 60.000 này. 60.000. 36 60.000 này. Không, không 36 60.000. Đấy. Đôi lông là size 38, 37, 38 đều đi vừa. Còn đúng một đôi vừa bán rồi. Đôi hồng rồi nhá. Ô đôi hồng này đẹp quá. Nguyên Phạm. Nguyên Phạm. Em ơi chắc chắn lấy hàng hộ chị gái nhá. Nhìn em ta học sinh như sao ấy. Đôi này là size 36,5. 36,5 này đôi này đẹp lắm. Màu hồng nút. Đấy. Chiếc còn lại đây. Cho các đồng chí xem. Đôi này ai mà lấy em để 135.000. Quá đẹp luôn. Cao vừa phải nhá. 135.000 rẻ hơn cả hàng chợ luôn. 36,5 này. Đôi dép này chân 36-37 đều đi được em ơi. Đôi dép là 95.000. Đôi này chỉ còn 36,5 thôi, 130.000. Đôi này đẹp lắm các chị ơi. Đây là em, cái này còn chưa bóc nhá. Có ai lấy đôi này không ạ? Cao gót chỉ còn 36,5 thôi, không có 37 ạ. Đôi này này Ngô Thảo có lấy không? Nói rồi tối lại mệt không quay đâu mà. Mày chuẩn bị vào đi chị mệt rồi. Ơ chị mấy đôi xanh xanh kia. Màu sữa, màu kem kem ý.
không phải màu trắng đâu, màu kem. Quay vào đây nó thành màu hơi rồi. Màu này ở ngoài đẹp lắm. 95.000. Đưa chị. Size 36 à? Ô đôi đẹp thế. Size 36 này 135.000. 135.000 size 36. Đôi dép còn 2 đôi. Đây một cái đôi màu trắng này. Ok, Ngô Thảo lấy đôi dép 95.000 này. Một chiếc đâu? Đây. Đấy 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 sao ấy? Đúng không? Cái con Mi ơi mày vào trong nhà chị mày không tắt điện à? Đôi lông nâu gì? Ok, đôi lông nâu vừa lấy bao tiền Mi nhớ không? Đôi này đẹp lắm luôn này. Đôi này cơ mà, đôi lông nâu mà. Hình như là 101 à, sale lỗ đấy còn gì. Chân 38, 37 đều đi được nhá. Cái này về đi cắt cắt cái trắng trắng này đi này, đẹp này. Đây. Đi gọn cực kỳ luôn. Còn đúng một đôi 109 nào. Đây là 105.000 luôn. Màu kem đẹp hơn màu đen nhá Thảo nhá. Chị lại hậu lấy cao gót hồng để số điện thoại cho em này. Chị lại hậu mà lấy đôi cao gót màu hồng mà để số nhá. 135 đúng không? Rẻ gãy chứ không đôi cao gót đấy. Dép này có đen và trắng. Size 36. 39. Màu trắng 37, màu trắng à màu trắng có 36 và 39, màu đen có 37. Màu đen 37 đấy. Ai cơ? Chị Lại Hậu. Chị Lại Hậu để số cho em ấy. Nhung 85 là cái gì? Làm gì có cái gì Nhung là 85.000 đâu. Đây. Màu đen đấy nhá. Màu đen chân 37 này. Màu trắng là 30 36 39. Đôi này 120.000. Đôi này 120 cành nhá. Đen 37 Z Ngọc Ni. 120.000 nhá. Ngọc Ni ơi. Đây này Z full box nhá. Ngọc Ni đôi đấy là 120. Chào Phương Nguyên. Lại Hậu để số kìa. Ngọc Ni Ly chưa để số à? Ngọc Lily để số đi ạ. Đôi này 120.000 còn màu trắng này. Có ai lấy không ạ? Đôi này đẹp mà. Em cũng đang đi một đôi. Chị đi màu trắng đúng không? Kìa, ở cửa hơi à. Chị đi màu trắng. Ừ. Tôi đi màu trắng. Mèo 85 cái gì đấy? Đôi này đẹp mà. Đi sang cực kỳ luôn. Ship ra bệnh viện ca 22.000 em ơi. 22.000. Đôi này còn 36 và 30 Ngọc Lily ở số 36 và 39 nhá. Đẹp cực, mình cũng đang đi màu trắng. 37 đen hết rồi. Tình yêu ạ. Đôi này vẫn còn đôi này khác. Đôi này 37, đôi này gót vuông nhá. 37 gót vuông, đôi này 70.000 size 37. 70k size 37 nhá. 70k xe 37. Ok, Ngọc Lily chọn thêm đi em. Từng đấy đã được Shopee hỗ trợ ship đâu. 70k xe 37. Hả? Cái gì? Đôi đỏ này 149.000. Đôi xanh này có 36 đây. Đôi xanh này cao gót size 36 125.000. Size 36 125.000. Đôi này thì đi kiểu sang chảnh nhá. 36 chân mình không bao chèn đâu. Đây là chân em đi chật lắm. Chân 36 đi được nhá. 70k Vân Hồng. Van Tuyết lấy đôi này à? Chị Van Tuyết ơi, 125.000, lấy Van Tuyết 120 luôn này. Ok, lấy Van Tuyết 120 thôi. Van Tuyết lấy đôi này 120. Đôi sục màu đen, size 36, sục trơn đen. Xả 110.000, đôi này trước bán toàn 170. Chất da đẹp lắm, 110.000 size 36 đây. 36 110.000 nhá, xả lỗ nhá, 110.000 size 36 còn đúng một đôi.
110.000 size 36. 110.000 size 36. Cho chị tôi xét kìa, xét đinh này. Lấy thêm đi, lấy thêm ít. Cúp bê bổ nó xem nó. Chân tôi 37. Loli kiểu anh này, gục đơ này. Phương ơi, hộp đen đi nhá. Đôi này chân 36,5 đi vừa này. 36,5 đi vừa, 145.000 cho em. Đẹp lắm luôn, 36,5. Tức là chân 37 đi vừa đấy, chị ơi. Chân 37 đi vừa nhá, 145.000. Xịn lắm luôn. 145.000 này, đôi này xịn lắm luôn này. 145k. 145k. Chân 37 đi vừa đấy nhá, 145.000. 145.000. Số 0138 hết rồi. Tôi đẹp lắm. Chị Văn Tuyết chốt đi, đẹp này. Chị lấy em bớt cho chị tiếp một tí. Đẹp lắm. Thật sự đôi này đẹp. Đó, túi giấy màu nâu rồi. Đẹp lắm luôn. Chủ đôi cao gót để ra đi. Tí đấy, cao gót à. Size 35. Size 35 xả này. Xả 85.000 size 35. 85.000 size 35 nhá. 85.000 size 35 này. Dép à? B à? Số này đi cao về. Đôi này size 35, còn cái đôi dép vừa nãy là size 36,5 chân 37 đi được này. 36,5 chân 37 đi được nhá. Đôi này 85.000 size 35 này, có ai lấy không? Bán sale nhá, cái này là bị khách ao. Nóng thế. Những đôi dưới 90.000 một đôi nhà em không ship đâu, bởi vì phải bù ship của mọi người. Thái Hiền lấy 85 này, 85.000 này. Chị Thái Hiền đây nhá. Để đấy. Chắc chắn lấy hàng giùm em với. Thôi đừng lôi cái đôi này, nó thiếu gì đôi búp bê. Búp bê hồng xanh xanh còn đầy thêm không lôi ra. Tặng gì? Đôi slip on. Size 38 chân 37 đi được này. Con này chân 37 đi được nhá, mình lười xỏ vào chân 37 đi được nhá, 38 37 đi được. Đôi này xả 99.000 cho chị nào lấy này. Xả 99.000. Ai lấy comment là 99k nhá. Ai lấy comment là 99k. Chân đôi này là size 38 này. 38 và chân 37 bon trên rồi nhá. Phí ship 30 đến 35.000. Phí ship 30 đến 35.000 chất da đẹp lắm. 99.000, đôi này 99.000 là quá rẻ luôn. Tôi đem xe 37 này. Tùy mẫu nha Bích Phương. 37 này. Bảy 99.000. 99.000 sao 37. Ôi đôi đẹp này. Một lúc này một lúc xe 37. Em cảm ơn chị Huyền Trang. Hôm nay sale còn rẻ hơn cơ chị ơi. Chín chín như sao bảy ô, đôi đẹp này không ai chốt nó dễ đi à. Quyên Tú cho 37. 37 đâu nhỉ? Đây. Em lên một đôi này size 37 này cũng đẹp luôn này. Có nơ nhá. Này đôi nơ này 37 xinh chưa? 135.000 size 37. 135.000. Ở đôi với chốt tranh nhau ấy. Size 37, 135.000 nhá. 135.000 đôi này chân 237 mà không chốt thì quá phí luôn. Đẹp lắm, 135.000. Đôi này có màu đen nữa đúng không?
màu bạc size 39 này. Tùy mẫu nhá, có mẫu Phương Nguyên lấy 135, ok Phương Nguyên này. Chân này đôi này chân 39 đi vừa, em đi rộng á. 39 đi vừa nhá. 95.000. 95.000 này, màu bạc. 95.000 nhá. Ai lấy em để 89.000 luôn. 89.000 size 39. 89.000 size 39 nhá. 89.000 size 39 bị chói quá màu này. 89.000 size 39. 89k size 39 nhá. Ơ đôi này một chiếc em để đâu nhỉ? Ở đây. Lê Lợi, chị Lê Lợi lấy size 39 để chị 89.000 này, Lê Lợi có đơn rồi đấy. Ôi đôi này không đi vừa rồi, đôi này size 35. Đôi này size 35 nhá, đây. Nó như này nhá, đôi này size 35. Size 35 99.000. Size 35 99.000. Đôi màu bò này 105.000 size 36. Màu bò này 105.000 size 36. Size 35 99.000 nhá, đây, đinh này. 99.000 này chất ra nhá. 99.000 size 36. Xanh rêu size 36 nhá. Xanh rêu 36 luôn. Size 35. Đôi búp bê này, đôi búp bê này hàng công ty nhá. Size 39 đến 39,5. Chân 38 con chân đấy. Đấy bị khách ăn từ trước. Chị lấy cho em đôi trắng đo đi 36,5. Là đôi nào ấy nhỉ? Phải đôi cao gót mà chị bảo. Ừ, như đôi cao gót này à? Mỗi đôi đấy là 36,5 thôi. Van Tuyết lấy đôi này à? Van Tuyết lấy đôi này thì để Van Tuyết 140. Mà lấy đôi này để Van Tuyết là 140.000 thôi. Van Tuyết đôi này đúng không? Đôi này chị Áo lấy em để 110.000 này, size 39, em cam kết hàng chuẩn nhá. Chất đẹp lắm luôn. Chị Áo lấy em để 110.000 đôi này nhá. 110.000, ok, Van Tuyết lấy đôi đấy, đẹp thế. 140. Đôi da bóng này 89.000 size 36 này. Đôi da bóng này 89.000 size 36 nhá. Chị Hoa Chu 110.000 đôi này chuẩn luôn đấy. Hàng công ty bị khách ao à. Hoa Chu 110.000. Hoa Chu chốt đôi này. Đôi này size 36. 36 89.000 nhá. Búp bê cao gót em có đôi này size 36,5 này. Đẹp lắm. Size 36,5 xả 120 nhá. 120.000. Này đẹp chưa? Màu này cũng đẹp nhá. 120.000, ai lấy comment nhá, 36,5. Đây có một đôi sục. Sục size 36. Sục size 36 này. Sục size 36. Sục chân size 36 đi vừa xả 120. Xả 120.000. Ai lấy comment là 120. Ai lấy thì comment là 120 nhá. Ai lấy comment là 120. Cái đôi này đẹp này, bà Hoa Chu chuẩn bị chốt này. Chân size 39. Đôi này đẹp lắm nhá các chị ơi, đẹp lắm luôn chứ không phải đẹp vừa đâu. Bình thường em bán đôi này 170 đấy. Đẹp lắm luôn. 120 là quá rẻ cho một đôi sục như này rồi. Nhưng mà size 36 chân 37 bon chen được. Đây nhá. Sục 36 chị Nguyễn Kim Nguyên. Đôi này size 39 này. Đôi này size 39 cũng 120.000. Size 39 120.000 nhá, chất này. Chất đẹp chưa? 39 120. Lấy chất tấm này đi cho Phương một lít. Em đi chị mệt lắm rồi ấy. Chị lên xem phim. Chị lên ngồi xem phim.
Đôi này đẹp mà. Đôi đẹp lắm luôn. Đôi đẹp lắm. Còn sót được một đôi từ cái lô hàng hot hot từ trước. Chị Châu Ngọc Gia Hân nhá, đây. Có một đôi này cũng đẹp. Nhưng mà size 35 thôi. Đôi này cũng đẹp lắm. Size 35. Em cũng bỏ ra đây để bán đi. Sale rẻ rẻ cũng bán hết đi gì nữa. Để hôm sau lại phải ngồi bán à? Mệt không? Còn gì xả hết đi, tối mà ngồi chốt giày. Đôi này chân em không đi thử cho mọi người xem. Đây này. Đấy lại là mọi người đi nhá. Xong rồi cái này vào đây nhá. Xong rồi. Xong rồi vòng lên đằng trước. Đây như này. Đây nhá, cài khuy ở đây. Xong mọi người vòng lên ý, đây này. Đây này, kiểu đi thành kiểu như này này. Đôi này 130. Sale lỗ đấy, 130. Đôi này ai mà không lấy đi quá tiếc, đẹp lắm. Size 35, 130. Chân 36 bon chen rồi nhá. Đẹp quá cơ. Đẹp vừa chân quá. Em cảm ơn chị Châu Ngọc Gia Hân nhá. Hôm nào đi chị cho em xin kiểu ảnh feedback nhá. Chị Châu Ngọc Gia Hân ơi, thank you chị yêu. Con này chỉ có size 35 thôi. Đẹp quá mà còn đúng một đôi. Cái này là ở cái lô hàng hot hot lần trước em về ấy, cách đây 2 tháng rồi. Bị khách ao á. 39 hết rồi, cái này chỉ còn 35 thôi. Đôi màu này 35 nhá, 35. Đẹp tuyệt vời. Nói thật, chị nào đi 35 chốt con này đi. Yên tâm là đi cực kỳ độc. Màu đấy cũng đẹp nữa, màu ấy lạ. Đôi này vừa nãy chị nào chốt hụt không ạ? Còn một đôi 36 đây, 170, 101 à? Chắc không? Chắc. Mày cá với chị không? Cái này có đế mà. Sao? Nó có đế mà. Đôi này size 36. 120 sao? 109. Thôi cứ bán 109.000 này, size 36. Búp bê có 37 rồi em một tí. Đây này có ai chốt không ạ? 36. Bệt 3, bệt 38 em ơi. Dép hồi nãy là 39 chị cho Ngọc Tân. Đúng không? Dép hồi nãy 38 hay 39? 38. 38 à? 38, 38 chị ạ. Đôi này của Lee Candy 110.000 này. Lee Candy đây nhá. Hôm nay sale rẻ lắm các chị ạ. Ê, cho chị đôi nâu kia em ơi, đôi nâu cái đẹp kìa. Đôi nâu ở chân này to này, 35 à? Ui, đừng to. Đôi nâu này size 35 đẹp lắm luôn này, 135.000. 135.000 size 35, tùy đôi nhá. 135.000 size 35, ở dưới đế là đế kiểu như này nhá. 135.000 size 35. Có thể Adna Nguyên, ông hỏi gì á, sụp quá sụp hết rồi. Sụp thi thoảng nó còn sót sót một hai đôi. Đôi đẹp này, đôi vẫn cũng tốt cho nhau, 120 á. Đưa đôi chị Châu Ngọc Gia Hân đây cho chị chụp ảnh kìa. Cũng B38 đi chị. Đây chị ơi, chị Châu Ngọc Gia Hân ơi đây. Chị Châu Ngọc Gia Hân ơi, đâu rồi, đâu rồi? Cho chị một ít búp B37 lên mấy. Chị ơi, đôi này size 39 nữa, không phải 38 đâu. Sao mày ghi, mày làm ghi 38? Đôi này chỉ có 39 thôi, chị Châu Ngọc Gia Hân ơi. Chị có lấy không? Size 39 nhá, không phải 38 đâu. Chân em 37 đi thừa một chút này. 39 nhá, không phải 38, đôi này còn đúng một đôi thôi. Em không có size để đổi cho chị đâu. Thì chị có lấy không ạ? Size 39. Ra sục chân 38, 39 đi xem. Đôi này 38 này. 38 110.000. 38 xả 110.000 luôn này. 110.000 size 38.
Chân 37 đi được này. Chân 37 đi được đôi búp bê này nhá. 110.000 đôi này quá đẹp luôn. 110.000 chân 37 đi được. 110.000 chân 37 đi được. 110.000 chân 37 đi được này. Ok, chị cho Hoàng Gia Hân. Chân 37 đi được nhá. Con này đẹp lắm, 110.000 chất này. Size 38 chân 37 đi được nhá. Ok chị. Chị Huyền Trang chốt 38. Chị Nguyễn sau rồi. Đôi chữ D này cũng đẹp này, 120 này. Chân 38, 37 đi được này. 38 chân 37 đi được nhá. Đôi này 110 luôn này. À đâu, 105 chứ. 105.000. 105.000 size 38. 105.000 size 38. 105k size 38. Đen 38 hết rồi. 105k size 38. Ai lấy đôi này comment 105k size 38 giùm em. Đôi hột vàng á, hết rồi chị ạ. Chắc là hết rồi. Này, 105k size 38. Của 5. Em gọi lại chị ơi. Đôi này size 37. Chị à, lấy em để 70.000. À, quên 90.000 quên. 89.000. Size 37 89.000 mũi vuông nhá. Size 37 89.000 này mũi vuông. Mũi vuông. Thoa Nguyễn gì đấy? Mọi người có vẻ nhiều người đang xem 38 nhá, để em tìm 38 nhá. 36. 36. Đôi nâu này đẹp quá nhưng mà chân 36 này 120 này. 120 size 36, đưa chị nói chuyện cho xem ai có số chị. 0973937535 đúng không? Chị Thi Thiêu Anh chờ em một tí. Alo. À, chị vừa gọi vào số em à? 6386 ấy ạ. Dạ, chị có việc gì đấy ạ? À? À, có phải là chị bị cái đôi sụp không hay gì ạ? À? À chị ơi, gì nhờ chị ơi, bây giờ mới có 4:15, bây giờ em đang làm việc. Em chưa đi được đâu. Nói chung là chị yên tâm, khổ quá cơ, chị chuyển nhầm tiền cho em còn nói lại với chị là em đã định em trả chị rồi. Với cả thế này, và cái thẻ đấy em không dùng, mà khi nào em tiện ra ngoài thì em mới đi ra cây được. Em không dùng banking, thẻ đấy em không dùng banking. Bây giờ em chuyển cho chị ngân hàng khác thì chị cũng không nhận được luôn đâu. Kể cả em dùng banking tài khoản của em chuyển cho chị thì chị cũng không nhận được luôn, bởi vì nó tránh ngân hàng. Vâng. Nhưng mà tí nữa, bởi vì bây giờ em vẫn đang làm việc, em nhà em chưa nghỉ. Tí em đi ra ngoài, tí em. Vâng, tầm chiều em đi ăn tiện thì em gửi chị nhá. Vâng. Chị Thi Huynh hỏi gì đấy? Cái chị mà chuyển nhầm 7.4 triệu ấy. Ôi, tức là đơn của chị hết 740, chị chuyển cho mình thành 7.4 triệu. Thế chị đã bảo chị trả tiền thì chị còn gọi cho chị ý mà. Chị còn bảo chị là điên à? Mà cười. Đôi 36 có ai lấy không ạ? Đôi lông này size 38, đôi lông này 110.000. 105 size 38. Là gì? Chốt rồi mà. Búp bê 105 chốt Bích Phương rồi ạ. Đôi này size 38, 110.000, đôi này đẹp lắm. Em ơi tìm chị vậy. Chị Thi Thi Huynh lấy cái gì ấy? Ôi đôi này đẹp quá, size 38 này, cao gót size 38. 120.000 thôi, 120.000 size 38. Chị Thi Huynh à? Size còn để mình size 36. Đôi gì size 36? Đây giày cao gót đây, đôi này đẹp lắm, 120 size 38,5. 38,5 nhá. Ở không ai bán đôi này 120.000 đâu. Em sale nốt thôi 120.000. Giật thế nhở? Y chang luôn vào bể ra. Đây đôi mũi vuông đây ạ, 89.000 nhá chị nhá. Đây. 89.000. Hoàng Ý Nhi hay trắng được cái gì đấy? Size 37, size 37 89.000 này. Ai lấy comment 37 89k. Em lên đôi đen này nhá, đôi đen này chân 38 này. Có 39 chị ơi, 40 thì nhà em ít lắm. Đôi này nhá. Đôi này 99.000 size 38 này, chân 37 bon chen được nhá.
99.000 chân size 38, chân 37 bon chen này 99k. Đấy may mà lấy máy em gọi lại, không thì lúc bà lại tưởng là mình cắt máy, mình cố tình. Hôm nay quay nhầm cái máy của chị. 99k. Chân 37 38 đi được nhá. Phương Nguyên này. Phương Nguyên 99k. Đôi này chân 35 này, 80.000 này. Chân 35 80.000 nhá. Đôi này em xả nốt này, 35 80.000. Chị Nguyên Nguyên Phạm sau mất rồi. Đôi này không thể ghi sai nha, chân 36 37 đi vừa đấy. Đôi này chân 36 37 đi vừa nhá, 89.000, đôi này cực kỳ đẹp luôn này. 89.000 cho em nhá. 35 80k An Năng Nguyên này. Đây. Đôi này nhá, chị nào lấy em để 85.000 thôi. Chất giày cực kỳ đẹp, giày dép hàn nhá. Đôi này chân 36 37 đi vừa đấy. Nhưng mà chân 36 chắc đi vừa hơn, 85k. Ai lấy comment 85k nhá. Đôi dép đâu nhỉ? Size 38 tiếp đi chị. Đôi này 36 đẹp quá đây. 36 110.000 nhá. Đôi 36 110.000. Này các chị ơi, đẹp lắm luôn. 36 110.000 này. 36 110.000. Ai lấy 85k để số cho em đi ạ. Đây đôi 85.000 đây nhá, để số nhá. Lấy em đôi gót vuông đỏ ý chị. Dép size 36 37 đi vừa, nhưng mà chân 36 có thể đi vừa hơn, 37 chắc đi hơi chật. 37 chân mỏng đi vừa. 36. Ô đôi đẹp này 110.000 mà không ai lấy á. Rồi 110 Nguyên Phạm. Nguyên Phạm chứ. Trần Hải Anh lấy 85.000 nhá. Ok, Trần Hải Anh không giấu này. Trần Hải Anh không giấu lấy 85.000, cẩn thận ghi nhầm nhá. Mấy con này hay lơ ngơ ấy. Con bò ngơ. Búp bê size 39 này, búp bê con này đẹp này. Em này đẹp nhá, 125.000. 125.000 size 39. 125.000 size 39 nhá. Đôi này đôi siêu nhẹ. Ba ai lấy để 120. 120 đôi gót trước mặt số mấy? Đôi gót nào chị yêu? Chị Hoa Chu 120. Có 36 luôn ạ, đôi này. Này xem đúng sai không nhá. Còn một đôi 120 size 36 đây. 120 size 36 còn một đôi, có ai lấy không ạ? Size 36 120. Cho chị dồn đơn 39. Ơ chị ơi, 39 chốt cho Hoa Chu mất rồi. Đôi này còn 36. Cho chị cái đôi màu kem này. Size bao nhiêu ấy? 39 à. Gót đen á. Mấy đôi này đều màu đen mà chị. Đây á. Đôi này là size 36 89.000 này. 36 89.000. Ok chị Hoa Chu 39 rồi. Đôi này 36 có ai lấy không ạ? Này 36. 36 này. Đôi này size 39 này, từ từ cho chị đôi 38 này luôn. Đôi này size 39. Đôi lông chỉ có đen à, chỉ có nâu thôi bạn ơi. Búp bê 35 kim tuyến là cái gì? Cái này kim tuyến. Đấy là 36 mà. Đôi nơi nhá, size 39, chị nào lấy em để 100. Chị nào lấy em để 99.000 luôn, 99.000 luôn cho hết này. 99.000 siêu lỗ nhá. 99.000 siêu lỗ nhá, chất da bóng, da mềm. 99.000. 99.000 nhá. Berna chân để số đi em. Berna chân để số nhá. 99.000 này. Đôi này cũng đẹp, size 38. Đôi này size 38 này. Size 38 99.000 luôn. Ok, chị Châu Ngọc Lợi Hân lấy đôi này 99 thôi, đi em lắm chị ạ. Châu Ngọc Lợi Hân đôi này 99.000 này. Đôi này cũng 99.000 size 38 này, đôi em đang đi thử. 38 37 bon chen này 99.000. 99.000 ạ. Cho em xem đôi đen đá kia.
99 xe 38 quá chốt không ạ? Đẹp nào. Đen đá nào nhỉ? Đôi này còn 38 này. Đôi này còn 36, 38 105 đúng không? Đúng không? 105.000 còn 36 và 38. 105.000 còn 36 và 38 nhá. Đôi đen đá nơ này á. Đôi này tận 99.000 và size 38 cơ em ơi. Đôi này 99.000 size 38. Đôi này hàng đẹp luôn nhá này. 99.000 size 38. 99.000 size 38 này. Còn đôi này là 105.000. Đóng cửa đây em ơi, bọn trẻ con đồng quá. 105.000 có 36 và 38. Phương ơi, Phương đẩy cho chị mấy đôi đen bên kia vào ấy. Đôi này vừa lấy bao nhiêu người chốt 38 tưởng hết này, bây giờ lại tìm thấy. Ôi, size 38. 38 đen trơn 99.000. 38 đen trơn 99.000 nhá. Size 38 105k này, 38 đây. Đấy, bao nhiêu người chốt đôi này mà tưởng hết hả? Của Bích Phương ở đôi này nhá. Ba tám hết rồi ạ. Cái này nó hơi bị lép gấp một tí nhá chị nhá. Đây này. Nhưng mà đi lên chân không vấn đề đâu. Nên em mình sale chỉ 9.000 như đây. Đôi này hàng công, hàng công ty mà. Chị Bích Phương ơi, thấy là chị lấy cả hai đôi à? Chị lấy, à chị lấy tổng là ba đôi rồi đúng không? Chị Bích có hai đôi. Đôi này với đôi này nữa. Đây đây với Phương này. Thì đây nữa. Vâng, không ý là chẳng có một đôi sẵn này. Thế thì đây nữa, chẳng là ba đôi à? Bích Phương á, chị là tổng ba đôi rồi à? Kim Tuyến bạc không có 39 chị yêu ạ. Một linh năm k xe 36 búp bê màu nâu ok này, xe 36 này em ơi, tìm con này xe 3, xe 36 đi. Anna Nguyên, cho Anna Nguyên, không biết một chiếc ở đâu. Đây ạ, đây 36 đấy, đây Anna Nguyên hết rồi đấy, cho chị thêm giày nào kia. Ơ đôi kia số bao nhiêu? Tiếp đi, cho chị thêm giày đi. Đôi này cũng đẹp này, nhưng mà xe 37.5 đôi này đẹp này. Đôi này nhá. Ôi đôi này chỉ 36 thôi, 37 đi chật. Đôi này chỉ 36 thôi. Đánh 37 nhưng 37 chắc đi chật đấy. Hoặc là trừ ghi chân thì nào bé mới đi vừa. Nhá, đôi này chị nào lấy em để sale 110.000. 110.000 nhá. 110.000, chị lấy Mai Lan đôi này 38 hết rồi ạ. Đôi này chị nào lấy em để 110.000 thôi này. Nó ghi 37 thì em chỉ 36 đi vừa thôi, đôi này đẹp lắm. Mà ai lấy nữa thì để 105.000 luôn cho nhanh này. 105k. Chị Phạm Hương có lấy đôi này không ạ? 105k của Diệu Nguyễn nhá, chắc chắn lấy hàng giúp mình nhá. Diệu Nguyễn này. Đàn hôm nay toàn màn lỗ. Chuyển tiếp cho chị đây. Em cái đống kia là gì? Đấy mấy đôi đen đen này bán luôn. Con này size 36 này, size 36. 36 105.000 nhá. 36 105k. 36 105k, sao nhiều. Tiếp một đôi đen đá 36. Đen đá 36 80.000. Đen đá 36 80.000. Lên thêm size 37 đi. Còn 36 bên này. Thì đừng vứt vào đây nữa. Đi tìm đi chứ còn gì nữa. Còn chắc chắn còn. Hôm trước có một lô xích xong 37. Khách không xem 37 nữa, vẫn cứ 37. Đôi này 80.000 nhá.
Ben đá 80k này. Anna Anna Nguyên này. Đôi này có ai chốt không ạ? Ai lấy em để 99.000 luôn này, size 36 cho hết này. 99.000 size 36. Ở khi tối nay Phương chốt giày. Size 36. 99.000. Con Hà giờ này vẫn chưa nhắn tin lại cho mình có đi làm không. Đôi dép này chân 35, xả 90.000 này. Size 35 90.000 nhá. Chất đẹp nhưng mà mỗi tội chân mình không đi vừa. Size 35 nhá, 90.000. Chất đẹp lắm luôn. Size 35 90.000 nhá. 99k size 36 nữa nhỉ. Anna Nguyễn. Đôi này đây. Đúng không? Đôi chị vừa quay đúng không? Size 35. Ai lấy mình sẽ để 85.000 thôi này. 85.000 size 35 nhá. 85.000 size 35. Có 37 nhá. Anna Nguyên lấy Z 85.000 đấy. Đôi dép này size 39 này. Chị nào lấy em để 99.000 nhá. Đây là hàng cao cấp. Cái này còn nhiều á. Xem size gì nhưng mà đúng quai nhá. Nó có nhiều loại quai lắm em ơi. Size 39 này. Đôi này còn 38-39 luôn nhá. Đôi này em đang đi 99.000. Còn 38-39 luôn này, đẹp lắm. Hàng cao cấp đấy. Chất đẹp cực kỳ luôn. Đây này, một đôi của nó như này. Đôi này có 38-39. Cùng quai không? Sao bao nhiêu đấy? Khác quai này. Đôi này có 38 và 39. Đôi này em đang đi quá rộng, size 39 này. Thôi ai lấy để 95.000 cho hết nhá, 95.000. Có 38 và 39. Đây. Giày của nó nhá, đá này. Xịn cực kỳ luôn. Đây. Có 37 à? Có 37 luôn. Phan Hiền lấy 38 này. Phan Điền lấy 38, 95.000 thôi nhá. 95.000 đôi này có 37 luôn. Này. Có 37 luôn này. Bây giờ còn 37 và 39, 95.000. Còn 37 và 39. Xả 95k nhá. 95 cành. Ai lấy thì comment nhá. Còn 37 nữa. 37 chốt cho Ánh Hồng này. 37 Ánh Hồng này. Bây giờ chỉ còn một đôi 39 thôi, 37 hết rồi. Chỉ còn một đôi 38, một đôi 39. Còn 138 và 139 nhá. Ngân Hương sau mất rồi. Còn 38 và 39. 37 hết rồi. Trần Hai Anh ơi không comment nhanh để gộp đơn. Và 39 mình sẽ đi thử 38 nhé. Ánh Hồng em không lấy thôi, chị ao cho người khác được em ơi. Việc gì mà phải đi thử 37 khiếp. Chân nó sai chuẩn, chân chị 37 chị đi 38 39 rộng cái này. Nếu em không lấy chị chuyển cho người khác luôn nhá, rằng là bạn chân hay anh đang cần gộp đơn. Đây nhá, em đang đi bị ngược. Đôi này size 38 đấy, em đi bị rộng chân em 37 chuẩn nhá. Giày dép nó theo size nhưng nó có như quần áo đâu. Ánh Hồng em có lấy không đây? Sao bao nhiêu ấy? Kiểu gì ấy? Không được, không phải kiểu này. Kiểu này có sao bao nhiêu? Ánh Hồng ơi chị hỏi là em có lấy không? Ok rồi, thế xong. Đôi này 38 và 39 có ai lấy không ạ? 38, 36 á? Diệu Nguyễn ơi, bạn ấy vẫn lấy. Còn sao bao nhiêu? Đôi này này có 38, 36, 35 luôn. Đôi này cũng 95, 95.000 này, có 35, 36, 38. Không 37. Nhưng mà chân 37 đi được size 36 nhá, bởi vì cái này nó không có quai.
Đây này, mình đang đi thử 36 nhá. Cái mà có quai thì mới sợ, cái này không quai. Cũng 95.000, có 35, 36, 38. 35, 36, 38. Đôi nào có 37? Đôi trước có 37 à? Đôi này có 37 gộp cho Diệu Nguyễn có đơn à? Gộp Diệu Nguyễn nhá, gộp Diệu Nguyễn đôi này 37. Còn một đôi này, gộp Diệu Nguyễn đôi này 37 nhá. Chị Thái Hiền lấy 35 gộp đơn này, chị Thái Hiền nhá. Đây chị Thái Hiền đây 35 đây. Chị Thái Hiền xe 35 đây nhá. Diệu Diệu Nguyễn có lấy 37 không ạ? Còn một đôi 37 này. 95.000 Diệu Nguyễn có lấy không? Ánh hồng rồi em ơi. Ok Diệu Nguyễn. Đôi 37 em vừa đưa chị đi ạ. Còn sao bao nhiêu? Đấy mã khác à? Vâng. Gộp Diệu Nguyễn 37 nhá, 95.000 này. Đôi này còn 36, 38. Chân 36, 37 đi được nhá. Cái gì đây? Ơ, cái này có 2 đôi 36 liền. Vâng, 2 đôi 36, 38. Không, không, đôi này có 36 nhưng mà chân 37 đi được em ơi. Bởi vì nó không có cái quai. Nếu mà chân 37 thì nó phải có cái, tức là cái tròn tròn này thì phải chuẩn size. Còn cái chân này ấy, có đi thường dày 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 thường rách rách rất thiếu à. Đi 36 vẫn được nhá. Đôi này xinh này. Anh Nguyên 2 có lấy đôi này xe 36 không ạ? Để gộp đơn bạn ơi. Có 95.000 thôi. Hàng cao cấp nha các chị ơi, lót này. Đây. Em lấy 36 đôi đó, Ngân Hương. Ngân Hương lấy 36 đôi chị vừa đi nhá, Ngân Hương. Đây. Ngân Hương 36. 95.000. Đôi này size 35. Size 35 105.000 à 99.000 luôn này. Size 35 99.000 cho hết nha, 99.000 size 35. Ngân Hương đơn mới sao mà. Cho chị đôi kem cạnh em Phương ơi. Xem size đi. 99.000 xe 35. Chị bận nó nhiều hết rồi. Nhiều bắt đầu tụt rồi. Em cũng không biết là 36 đi có vừa không nữa. Tùy chân, nếu mà chân chị dày thì không vừa, chân mỏng thì vừa, đôi này đẹp lắm. 99.000 thôi. Đôi này xe 35,5 này, 37. Hả? Đôi này có 36, 37. 35, 36, 37. 35, 36, 37 nhá, xả 90.000 một đôi. Đây nhá, chất da bóng nhưng nó mềm hết này. Đấy. Bình thường thì nó căng đúng không ạ? Đó, lúc đi. Chất mềm nhá, 90.000 một đôi, 35, 36, 37. 35, 36, 37, 90.000 một đôi. 85.000 luôn đi, 85.000 một đôi luôn đi cho nhanh. Ánh hồng lấy 37, em cho chị một đôi 37 ở đây. 37 là 2, 35 nhá. Hả? Cái gì? Anh không có đơn rồi. Size 36 còn mấy? Còn mấy đôi? Size 36 chốt cho chị Trần Bích Ngọc một đôi. Trần Bích Ngọc 1, Phạm Hương 1. Chị Lưu Quyên ơi, đôi lấy 37 hết rồi. Còn lấy 22 đôi 36 đi. Lấy đôi 35. Được chưa? Phạm Hương và Trần Bích Ngọc rồi chưa? Phạm Hương và Trần Minh Ngọc đều là xe 36 nhá, 85.000 nhá. Chị Hiên Đô xe 35 này, đây 35 đây. Nhưng mà chất nó sẽ hơi nhăn nhăn như này nhá các chị nhá. 35 này chị Hiên Đô, em hết 37 rồi. Chị Hiên Đô 35 đi. Hiên Đô em lấy 35 này đi. 37 hết rồi. Có một chị đang chốt 37. Hết 37 mất rồi. Chị Lưu Quyên ơi. Ok, ánh hồng. 37 em hết mất rồi. Tôi lấy 35 rồi này. Trả em này. Đôi đen này nhá. Đôi đen này size 39 xả 95.000 này. Size 39 xả 95.000. Đôi bao nhiêu? Size bao nhiêu? 22.
35. Cho chị cái đôi đạn đinh đinh đi nào. 37 hết rồi chị Lưu Quyên ơi. Đôi này 39, 95 nghìn. Ừ, đôi này bán chưa bán nào. Đôi này có mỗi một đôi. Đôi này size 35 còn một đôi chị lấy em để 110 nghìn. Sao nhiêu ấy? Trời ơi, lấy chị bán 36, 37 thôi. Đôi này 35, 110 nghìn, đôi này quá xinh luôn. Toàn 35, đây 35. Rất đẹp lắm ấy các chị ạ, size 35 đẹp lắm luôn. Tìm cho chị 1, 2 đôi 37 và 38 nó xong. Cho các chị dồn đơn. 37 đó. 37 có đôi vàng này. 38. Đưa 38 đây, đưa màu đen, có màu đen không? Màu đen sao bao nhiêu? Đen 36. Đưa đây. Đưa một đôi đen, một đôi vàng đây. Màu đen em còn 36, màu vàng đâu, đưa màu vàng đây. Màu vàng còn 37. Đây 38. Màu vàng còn 38. Đưa đây. Ơ. Màu vàng là size 30, 38. Màu đen là size 30, 36, 99 nghìn một đôi này. Màu vàng là size 3, chất dạ nha, chất dạ nha, hàng thu đông. Màu đen 36, màu vàng 38, 99 nghìn. 99 nghìn, bên đây còn đôi là 37 không em? 99 nghìn nhá, xem góc sát tủ lạnh như là cái gì. Chị. Ly Dong Suk hôm trước vừa lấy một đôi 37 này. Có ai lấy đôi này không? Đôi giày dài đẹp mà, mình sẽ đi thử. Còn đôi 37 dồn đơn, không có 37 chị ơi. Đôi nơ này sao bao nhiêu ấy? Làm đôi nơ của Phương cầm cơ. Ôi chân 37 đi vừa đấy. 38 chân 37 đi được đấy này. Đi lên các chị mặc với quần baggy thử cho em. Baggy dạ, baggy dùng hợp lắm. Hôm trước còn bán 160, các chị chốt tranh nhau. Hôm nay em xả 99 nghìn này. Size 36, 38 nhá. Đôi nơ đâu? Đôi nơ này size 36 này, xả 70.000 size 36. 70k size 36. Em ơi cho em có đôi là 37 không cho bạn này, bạn dùm đơn đôi 37 à? Nhìn có vẻ to 38 đưa đây. 38 37 đi được với nhau à? 70.000 size 36 nhá. Đưa chị đâu đây đây à? Đôi này chân 37 bon chen này. Đôi màu kem này chân 37 bon chen nhá, đây. Đôi này size 38 này, chân 37 bon chen nhá. Đôi này xinh lắm luôn này. Xinh lắm luôn, 95.000. Chất cực kỳ đẹp nhá, 95.000 này. Màu này ở ngoài đi sẽ đẹp hơn trong cam. Chị Thảo, Thảo Nguyễn để số cho em đi chị ơi. Em lấy chị đây 65.000 thôi, để số cho em cái. Dép xe 245. Dép trong này nó hơi bong bong một tí chỗ viền này nhá. Nhưng mà thực ra đi trên chân không vấn đề đâu, sale 70.000 luôn này. Sale 70.000 xe 39 nhưng mà chân 38 đi được rồi. Đây. Xe 39, sale 70.000. 95k. Con này là size 38 chị Lưu Quyên nhưng mà chân 37 đi được. Nếu chị ok thì em chốt cho chị. Chị Lưu Quyên nhá, chân 37 đi được bởi vì chân em là chân 37 chuẩn, em đi vừa. Tức là đôi này 37 chuẩn đi vừa nhá. Chị Lưu Quyên có lấy không ạ? Đôi này size 38 nhưng mà chân 37 chuẩn đi vừa. Gì ấy? Đâu? Thì bỏ đi cũng được. Để sao chơi game tặng em ạ. Đôi này mình chỉ còn size 35 thôi, 90.000. Ok chị Lưu Quyên chốt đôi này nhá, 95.000 này. Không biết một chiếc đâu ấy.
thì như đây. Xem chị em cùng không? Sụp quét sạch rồi. Đôi này cũng đẹp này, size 39, 95 nghìn luôn này. Size 39, 95 nghìn. Con này size 36 đẹp này. Em này size 38, chân 37 đi thoải mái nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Đôi này 110 nghìn sale. Quá nhiều rồi. Em ơi, đôi nơ cạnh em là cái gì đấy hả Mỹ? Đấy, đôi cái gì đấy? Size bao nhiêu? Bất lực quá. Đôi này cũng đẹp này, những chị nào đi 38 lấy đôi này này. 99.000 size 38 này. 99.000 size 38. 99.000 size 38 nhá. Chụp con bên chị còn đôi đi. Đâu? Đây ạ. Không ai chốt. 99.000 size 38. Mình lười đi cái đôi này lắm, lông lông lông. Trời. Ôi, đôi này đi thử không biết bao nhiêu lần rồi. Bởi vì đôi này nhiều. Hôm trước bán được chục đôi. Có đôi nào mũi vuông không? Ôi khiếp, cun pha bây giờ mới vào. Xe 35 đầy đôi đẹp nhỉ. 35 đầy. Đây nhá, chân này à. Đôi này xe 37 đi thoải mái luôn này. Đôi này xe 37 đi thoải mái nhá. 99.000. 99.000 xe 37. Chân này 37 đi được nha em nhá. 37 đi được. Lưu Quyên có lấy không? Chân chị 37 đấy. 37 đi được đôi này, size 38 nhưng chân 37 đi được. Đôi này này, size 35 này. Size 35 95 nghìn thôi này. 35 95 nghìn này. Còn ơ cho chị đôi nơ. Đôi nơ dạ này. Có đôi nơ dạ đúng không đây? Ai có đôi này. Thế bên kia còn không? Đôi nơ tay chị Kim Tuyến. Đôi này 36 89 nghìn này. 36 89 nghìn. Size 40 em cũng có. Bao nhiêu ấy? 37. Đôi này 37 này, 37. 37 chất da cực kỳ mềm. Đôi này 37 nhá, 99 nghìn. Rồi, mất công lắm em ơi. Em xem lại live stream nhá. Chắc thế. 37, 99 nghìn này. Bao nhiêu ấy? Chó khắc quá gì đây 35. À đây cũng 36. Đôi này size 37 luôn này. Đôi này size 37 luôn nhá. Đá này đẹp chưa? 95 nghìn ạ. 95 nghìn size 37. 95 nghìn size 37 nhá đây. 95 nghìn size 37. 95 nghìn size 37. Năm k size 37 màu đỏ. Màu đỏ này. Trần Hai Anh, cục đơn à. Đôi này đẹp quá này nhưng mà size bé, size 36. Đôi này size 36 110 000 nhá, chất da đẹp lắm. 110 000 size 36. 110 000 size 36 nhá. Chị Lưu Quyên ơi, hết mất rồi. Không chốt nhanh. Đôi này size 36. Vừa lẽ chị có đi một đôi là rất là đẹp mà. Đôi này không ai chốt á. 99 nghìn này. Đây chị. Đây đây. Size bao nhiêu đây? 38 à. Xem có size bao nhiêu. 37. Đôi này có 37, 38. Nhưng mà đôi Kim Tuyến này là size 38 á. Đôi này có 36, 37, 38. Chân em đang đi thử 38 luôn này. 36, 37, 38 nhá. 36, 37, 38 tốt này cũng 95 nghìn. Ai lấy comment 95k kèm size. Gì? Sao? Cái đầu đen, kia màu trắng.
gì? Thế đôi này size bao nhiêu? 37. Đôi 37 là dây đen nhá cả nhà nhá. Đôi 37 là dây đen, còn đôi này là dây bạc. Đôi 35, 38 là dây bạc. Thực ra là cũng xem nhau nhỉ. Đi lên là cũng xem. Đôi này đẹp này. Hàng xuống 95k size 37, 37 màu đen nhá bạn nhá. Đôi này. Ôi hàng xuống có cái đơn quần áo không mang về đúng không? Không, ở nhà, ở dưới kho. Có một đơn quần áo của bạn đấy. Bạn muốn mua ở mộ bạn. Bên Lê A Thành nữa đúng không? Thế bây giờ không mang về đúng không? Về cũng nhà nhớ chứ. Hàng xuống đôi này nhá, 95.000. Chị ơi, đôi này đi tặng không ổn đâu. Đôi đấy mình đi thôi. Nếu mà đi tặng thì phải lấy hàng khác. À, lấy hàng đấy đi tặng không ổn lắm. Đây này, ví dụ đi tặng chị lấy những cái hàng này cho em. Hơn có mấy chục nghìn thôi, chả đáng bao nhiêu mà xịn hẳn luôn. Nhưng mà đôi này thì lại đang hết size, chỉ còn 35 thôi. Đôi này thì em thề với chị luôn, hot dã man. Xăng đan nhá, xăng đan dây 37. Xăng đan dây size 37 nhá. Xăng đan dây này size 37. Em này chị nào lấy em để 90.000. Đôi này là sale lỗ nhá. Đây buộc lên 90.000 này. Xăng đan dây size 37 nhá. Đôi này check in được, chụp ảnh tự sống ảo được. Size 37. Đúng không? 90.000 à? Chị vừa đọc bao tiền? 95 hay 90? Hai đứa chúng mày như hai con đầu của ánh hồng nhá. 95 hay 90 nhỉ? Vừa lên đọc đấy bao tiền nhỉ các chị nhỉ? Đôi này 35 đẹp quá trời luôn này, 99.000 này. 35 99.000. Lấy đôi màu sữa 37 cho chị. Đồ cưng vậy là ok hơn shop nhà nhà chị. Lấy đôi sữa màu 37 là cái gì? Đôi sữa 37 là đôi nào nhỉ? Hủy cả đơn luôn, không bán luôn ấy, mất công. Mệt thế. Tại sao em cứ chốt tranh của khác xem hủy đơn trong khi cái đôi đấy chị bao nhiêu người chốt? Xăng đan đấy hay là xăng đan ong ánh? Cái ong ánh cũng là xăng đan. Chịu. Mệt. Mất công. Chị ơi, em không biết là đôi nào ấy, chị đang nói đôi nào nhờ chị Châu Ngọc Gia Hân. Đây đôi này size 35 đẹp quá này. Chị nào lấy em để 130.000 nhá. Đôi này đẹp lắm luôn, size 35. Cũng 35 mà thôi sale luôn, còn 115.000 này. Có hai màu, màu ghi và màu nâu. Ok. 115.000. Đôi này đi móc cho ly ông xúc. Hỏi xem có lấy không, em đi móc đi xem lại có lấy không để gộp đơn. Các bạn đi xem bao nhiêu nhưng mà chị thấy ở trên kia bạn cũng lấy một đôi xăng đan kiểu đan đan ấy, bạn thích kiểu đấy ra. Ôi hình chín ở đâu đấy nhỉ? Liêu xúc còn có một đôi cao gót em ơi, có 35 thôi, xả 115.000. Em thề các chị mua đôi này toàn hơn 2 lít, gì có giá 115.000, xả nốt thôi. Chị còn đôi hài nào mõm tròn size 37 không? Mõm trẻ em chủ yếu mũi vuông thôi, ít mũi tròn lắm. Bền 37 chắc hết rồi đấy em ạ. Ít lắm. Ở mũi vũ cũng nhọn đẹp à. Mũi tròn thì chị cũng không thích nên chị không lấy. Ok, chắc nghỉ thôi mọi người ơi. Qua hết combo rồi đấy. Mọi người ơi, chắc nghỉ thôi. Cái đống kia là cái gì đấy? Hồng màu ghi kia là cái gì? Để đi xem nào. 115 xe 36. Đôi này chỉ có 35,5 thôi. Chị ơi, khổ quá cơ. Chị chỉ còn chọn màu thôi, nó có hai màu, màu nâu và màu ghi. Em bảo xả lẻ sai thì các chị có comment sai làm cái gì không biết. Cao gót vuông à, xả nó đi, sai một đơn rồi. 70.000 đúng không?
Cao gót vuông size 38 70.000 này. Size 38 95 là gì? Trần Anh Hải, Trần Hải Anh ơi, 38 95.000 là cái gì đấy? Chị Thảo Nguyễn lấy màu nâu thì chỉ còn 35,5 thôi nhá chị nhá. Chỉ còn 35,5 thôi, 115.000. Này, có đơn rồi đấy, Thảo Nguyễn ấy. Đôi đỏ còn màu đen size 35 không? Đôi này còn màu đen size 35 em ơi, cho chị màu đen. Đôi này màu đen, đây này. Đây màu đen size 35 đây ạ. Màu đen size 35 đây nhá chị nhá. Đôi nhũ này 99.000 size 38 nhưng mà chân 37 đi được. Đây màu đen này nhá, đôi này đẹp lắm luôn. Hàng này đi lên chân đẹp lắm, chất xượng xịn cực kỳ. Đôi này 70.000 size 38 này, còn size bao nhiêu nữa? Đều là 38 nhá, 70k. Đôi này á 149.000, mình cam kết hàng chuẩn nhá, bạn mà lấy mình để 145.000. Bạn mà lấy mình để 145.000. Ơ. Chị Thảo Nguyên ơi, chị lấy ghi hay nâu ạ? Em giúp chị đâu một ghi với, đâu rồi? Chị lấy ghi hay nâu ạ? Cải muối mà lấy đôi này mình thề bạn luôn, mình bán 159.000, khách đi ưng cực kỳ luôn. Hàng này hàng đẹp à, con này đẹp lắm. Mà thôi bạn lấy mình để bạn 140 thôi, vừa bán bao tiền? 145.000 bạn mà lấy mình để 140. Ok, chị Thảo Nguyễn lấy ghi, chị chắc chắn giùm em nhá, em không đổi đâu đấy. Trả lại đôi nâu chị. Nói chung là chị phải hiểu là chất đi cực kỳ thích. Đôi này em bán 30 đôi rồi, lô này về được 50 đôi, bán 30 đôi còn 20 đôi, khách chưa ai chê cả. Nếu mà có chị, nhưng mà em thấy đôi này cả màu đỏ màu đen đều đẹp. Đi cực mềm, không phải mềm nhá, nó là da bóng nhưng nó rất da mềm đây này. Không phải cái da cứng cứng chị đi đau chân đâu. Nói chung là chị mà mua hàng quen nhà em thì sẽ biết cái là đẹp, em bảo đẹp, không đẹp bảo không đẹp. Không bao giờ nói điều cho mọi người mua hàng luôn. Đến lúc về mang tiếng ra mất khách. Này cái này cất đâu rồi? Màu đỏ chỉ có 35 thôi, nói chung đôi này mã này chỉ có 35, bán quá hot luôn. Có 37 luôn ý. Cũng có toàn 35 nhỉ? Tức là toàn 35 à? Nhiều lắm mà toàn 35. Còn toàn 35 ấy, mấy đôi kia sai kia khách lấy hết rồi. Đôi đỏ này nhá, size 35 tiếp này. Ôi giời, ISL này, size 35 chị nào lấy em để 110.000 này. 99.000 đi size 35. 99.000 size 35. 99.000 size 35. Ồ, có một đôi cao gót đẹp lắm này. 99.000 size 35. Đôi này nhá, này. Đôi này size 38,5. Chị nào lấy đôi này em để 110.000 này. Ui em ơi hỏng rồi này. Hỏng chốt. Để riêng vào đây luôn đi, để rồi. Để riêng vào đây luôn. Ơ mấy đôi này là gì đấy? Hả, để bán đấy à? Ơ. Ô đôi đen trơn size 36 90.000 này. Cải, chị cải mùi lấy đôi này màu đen 140. Em 140 em ơi. Chị cải mùi này. Đôi này size 36, lấy chị đôi màu đen size 35 nhá. 140. Đôi này nhá, size 36 90.000. Đây còn đôi này 37 đấy ạ. Đôi nơ này 37. Đôi nơ này 130.000 size 37. 130.000 xe 37, còn đúng một đôi shop này. Đôi này bị lỗ này em ơi. Oh. Shop gì em kìa. Rồi. 130.000 xe 37, con này cực kỳ đẹp này, nâu này. Cái đôi này có xả ra không? Xả vào. Đôi nào xả đấy? Ừ. Em ơi, còn xe 38 không? Còn đôi gì xe 38 không? Đôi này xe 38 này. Đôi này cũng có size 37 luôn này. Đôi này cũng đẹp. Đôi này 115.000 size 37. Chị Kiều Hạnh Lâm lấy đôi này 37 nhá. Kiều Hạnh Lâm 37 130.000 này. Đôi nơ có đơn rồi. Đôi này 37 115.000 này. 115.000 size 37. 115.000 size 37 này. 115.000 size 37. Có đơn rồi.
Size 37, 115.000 đôi này đẹp lắm, hôm trước bán 140. Hôm nay em xả lỗ đấy. 115.000 size 37 nhá, đây. Ok chị yêu, em gộp đơn luôn. Size 37 nhá. Size của đôi là 38, không cho các bạn gộp đơn đâu chị ơi. Còn hai bạn bảo gộp đơn size 38. Đôi này chân 38 đi được này, chị nào lấy em để 85.000 luôn này. Đôi này chân 38 đi được, chị nào lấy em để 85.000 luôn. 37 của Ánh, Ánh Hồng chắc chắn dùng chị nha em nhá. Chị biết rồi, cái đôi này phải dinh dinh. Em ơi, lấy chị đôi kia nhá. Đôi dép này còn màu đen này, size 35. Size 35 này, size 35 85.000. Lưu Quyên lấy 37 gì mà dồn đơn đấy. Xe 35 85.000. 37 130 hết rồi ạ. 85.000 xe 35. Xem ở đây có một đôi nào bị chồng lên không. Đôi màu xanh này đẹp nhỉ, mốt thôi xe 36. Trần Hải Anh lấy đôi nào, đôi này 35 mà. Comment cả số điện thoại đi ạ. Đôi này còn đúng một đôi, ai lấy để số điện thoại nhá. Đôi dép nặng nhỉ. Đôi này size 39 này, xả 85.000. Size 39 xả 85.000 nhá, chất đẹp. Size 39 xả 85.000. Đôi dép ai lấy đi ạ. Đây chân em 37 em đi thử xem, nếu mà rộng nhiều thì chị cũng vừa. Ôi rộng ít này chị ơi. Em đi 37 rộng ít nhá, đây ạ. Em đi 37 rộng một ít thôi, nên là 38 chân 38 chị đi vừa đấy. Pla chân lấy đôi dép này, Pla chân có đơn chưa? Chưa. 39 nhưng chắc chân 38 đi vừa đấy, em xả 85.000. Ok chị Bích Phương dồn đôi này 85k. Toàn xả lỗ thôi. Nhiều người mua một, nhưng mà một đôi là sao ship nhỉ? Hôm nay toàn bán lỗ. Phương ơi, Phương xem còn sót, còn set đôi nào không? Trong kia còn đôi nào chưa lôi ra? Còn set. Chắc là chị phải đi thôi. Vâng đi. Set thì không bán à? Hả? Set thì xả đi cho các chị đi gộp đơn. Đôi này đẹp quá. Size 36 ấy, ôi đôi đẹp quá cơ. Đôi màu ghi sao bao nhiêu đấy Phương? Màu ghi sao bao nhiêu đấy? Đôi xanh 36 này á, 130 em ơi. Em lấy chỉ để 130 thôi, đẹp lắm. Đôi lông 37. Đôi 38 đây. Đôi này nhá. Ôi đôi này đẹp lắm luôn, bình thường em bán đôi này là 180.000 đấy. Hôm nay chị nào lấy em để 140. Đẹp dã man luôn này. 140 nhá. Đẹp chưa? À đâu quên, để 150, nhầm. Để 150 đôi đen. Đôi đen này là 36. Đôi đen này 36. Đôi ghi này 38 này. Đôi ghi này 38, 150.000.
Đôi này quá đẹp luôn, em thề với chị. Bảo 1-2 đôi. Thực ra nó giống nhau mà nó khác size thôi. Đẹp lắm la, đẹp lắm luôn. Ai lấy bớt 5.000 thôi, 145.000 hết giá. Đôi này cũng là hàng cao cấp nhá, các chị cứ nhận hàng đi rồi biết. Vì sao lại nói như thế. Trần Bích Ngọc có lấy đôi xanh này không? Có 130 thôi, rẻ quá gì nữa. Mà đôi lông lông là lá thường đắt lắm luôn, bởi vì nó là hàng thu đông rồi. Nó là hàng thu đông rồi nhá. Burberry 160.000. Ê ơi, đôi này là trước các chị chốt tranh nhau nhá. Chị tưởng hết xong về sau có một chị chốt xong hủy, chứ không thì cũng không còn đâu. Đẹp. Đen này chỉ có 36 thôi, chân 37 đi được. Chân 37 đi được nhá, đôi đẹp mà. Trời ơi, nó đẹp như thế này mà không ai chốt thì em nói thật với các chị luôn. Trước bán 189 đấy. Không ai chốt thì em cất đi sang năm em vẫn bán được. Chất đẹp dã man luôn, nhìn nó xịn đi chứ. Quan trọng là nhìn nó đẳng cấp. Cao gót là size 39 đấy. Chân này 38 được, Ngọc Jenny ơi, chị chuẩn bị nghỉ rồi. 38 chân 39 đi được này. Đôi này ai lấy xả 90.000. Sục hết rồi em ơi. Cái gì đấy? 90.000. Xem cái đống sát trong tủ lạnh như kìa em kìa. Hộp xanh xanh là cái gì? Có hai hộp xanh đấy. Có hai hộp cái hộp xanh đấy. Đôi cao gót trắng này còn size bao nhiêu? Cao gót trắng size 36 xả 80.000 này. Size 36. Cái đôi này còn mấy size cơ? Còn một đôi đấy, trên đây, hai đôi đây. Đây ở dưới nó là xem size bao nhiêu? Dưới đấy. Đấy. 36. Đều là size 36 nhá. Đôi này mà sale thế là quá rẻ luôn. Chị nào mà chuẩn bị chụp ảnh cưới làm cô dâu này, lấy một đôi đi một hôm. Đi cực kỳ ok luôn nhá. Cái gì đây? Đôi này size gì? Size gì đấy? Đôi gì đấy? Đôi này xả size bao nhiêu? Đôi bé bé. Sục hết rồi chị ơi. Đôi này 37 nhá. Đôi rách trắng size 37 50.000. Rét trắng xe 37 50.000. Rét trắng xe 37 nhá. Ơ đây bị bẩn à? Đây. Nó hơi bị bẩn. Nhưng mà thực ra là đi lên chân thì cũng không ai để ý đâu. Nó bị mờ mờ thôi. Chị nào lấy để 40.000. 40.000 xe 35 nhá. Chất da đẹp cực kỳ. Đó. 40.000 xe 35. Tôi để xe bao nhiêu? Chị bán đôi đấy rồi. Tôi đấy chỉ có xe bé thôi. Có size to cơ. Đôi này size có vẻ to to đấy. Ui. Nhìn cơ dài dài mà không sao 36. Thôi rồi ok nhá. Mọi người inbox thông tin đi bên em chốt hàng nhá. Inbox thông tin cho em nhá. Em cảm ơn. Bye bye mọi người.